Việc lớn như vậy cũng có thể đối với đối phương nói gì nghe nấy, không chỉ là sự tín nhiệm đối với người của mình, cũng là sự khẳng định cùng tán thành đối với năng lực những năm gần đây đối với đối phương. Giả vô quần gật đầu, sau khi ánh mắt lấp lẽ, nâng bút chấm mực, lại tặng một chữ cho ông ta xem, Huệ Thanh Bình nhất định phải chết. Tử Bình Hưu trần chờ nói, ý của tiên sinh là, bệ hạ vẫn muốn đối với Huệ Thanh Bình hạ độc thủ như cũ. Giả vô quần gật đầu, viết xuống dự đoán, hiện nay chính là thế hệ lòng giả độc ác, nếu như có cơ hội, tình cảm phu thê há có thể ràng buộc, nhất định hạ độc thủ, chỉ vì ta lấy việc thí huynh cảnh tình, khiến cho tạm thời lo lắng, sau này Huệ Thanh Bình nhất định tự vẫn ở nhà lao, nguyên nhân cái chết đương nhiên là không liên quan đến đương kim hoàng đế. Tử Bình Hưu hiểu rõ ý của ông ta, Ngô Công Lĩnh muốn giết chết Huệ Thanh Bình, lại không muốn làm nhơ bẩn bản thân mình, đương nhiên là để Huệ Thanh Bình xảy ra việc ngoài ý muốn, bản thân Huệ Thanh Bình không muốn sống mà tự vẫn là lựa chọn tốt nhất. Sau khi hiểu rõ, Buông tiếng thở dài, chỉ cần không phải trước mắt quá mức quá quắt là được, chuyện này, ngày sau cũng không có người để ý. Tiên sinh nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ vẫn muốn bảo vệ nàng ta hay sao? Ông ta biết ghỉa vô quần không phải là người nói lời thừa thái, từ sau khi bị phiêu miếu cắt rút lưỡi, nói chuyện không tiện, viết cũng phiền phức, đương nhiên là càng không muốn nhiều lời. Dựa vào sự hiểu biết qua lại nhiều năm, ông ta hoài nghi giả vô quần quan tâm chuyện về sau của Huệ Thanh Bình có ý nghĩ khác, cho nên hỏi dò. Giả vô quần hỏi ngược lại, ta không muốn bảo vệ, phải chăng là có người muốn bảo vệ? Tử Bình Hưu sừng sốt một chút, hoài nghi nói, Huệ Thanh Bình bây giờ đã là người cô độc, ngay cả bệ hạ cũng không muốn bảo vệ bà ta, còn có thể có người nào muốn bảo vệ nàng ta nữa? Thiên nữ giáo, nàng ta là phần đồ của thiên nữ giáo, dẫn đến kết cục như thế, đoán chừng còn vỗ tay kêu hay, không giết nàng ta cũng là tốt, há có thể bảo vệ bà ta? Ba đại phái nước tống, có lẽ không hy vọng bên cạnh bệ hạ có tồn tại thế lực tu sĩ khác. Đồng tiên các tuy là thân cận với bệ hạ, nhưng mà tình cảnh bản thân xấu hổ, có lẽ cũng sẽ không can dự vào chuyện này quá nhiều, cũng không cần thiết phải bảo vệ bà ta. Bá quan văn võ cả chiều, nàng ta cũng không xây dựng quan hệ lợi hại gì với mọi người, cũng không có dính dáng lợi ích gì với bà ta, sau khi sự việc qua đi, nhất định bảo vệ nàng ta cũng không có giá trị. Về phần lão phu, trước mắt có thể bảo vệ một mạng của nàng ta đã là dốc hết sức rồi, không đến nỗi lại cầu xin thêm. Về phần nàng ta ở giới tu hành có phải có mối quan hệ khác hay không, vậy thì ta không biết được. Giả vô quần nhấc bút, nhìn như người cô độc, thừa tướng nhưng vẫn chưa liệt kê hết quan hệ của bà ta, nàng ta vẫn còn một huynh đệ kết bái. Đề cập đến huynh đệ kết bái này, tử bình hưu nháy mắt phản ứng lại, buột miệng nói ra, như hữu đạo. Tiên sinh là nói như hữu đạo mà người vẫn luôn chú ý cao độ kia sao? Giả vô quần gật đầu, tử bình hưu có chút không quá tin tưởng, như hữu đạo bây giờ trở thành trưởng lão tử kim động của nước Yến, ngồi ở vị trí cao, lực ảnh hưởng quả thật không tầm thường, nhưng hắn và Huệ Thanh Bình kết bái khó tránh khỏi có chút qua loa, nói hắn sẽ bảo vệ Huệ Thanh Bình, sẽ vì Huệ Thanh Bình hao phí tinh lực quá lớn, đến mức đó sao? Việc giữa hai nước cũng không phải hắn nói bảo vệ thì có thể bảo vệ. Chương 1389, Như hữu đạo của Tử Kim Động, thêm vào. Hai, giả vô quần viết, mặt trái tình hình biến đổi của thiên hạ, nói đến cùng vẫn là nằm trong sự chi phối của tu sĩ, chúng sinh đều là con cờ nghiêu hữu đạo người này không hề tầm thường trong tay nắm không ít thế lực thêm vào khả năng lòng mang trí lớn hắn muốn yên tĩnh mà gió chẳng muốn ngừng há có thể ở dưới người khác lâu được nếu như sóng gió nổi lên người trong mưa gió vô số người này nhất định không thiếu chỗ thiệu bình ba một đời anh kiệt mưu tính bắc châu nhưng lại không biết thiên thời lại chạy đến nước tấn tầm thường uổng phí mà thôi thừa tướng lấy đó làm gương ông ta lấy bút chỉ chỉ miệng của mình ám chỉ lưới của mình chính là vì trêu chọc đám tu sĩ đó mà mất đi. Xem ra tiên sinh đối với nghiêu hữu đạo này quả thật là bỏ ra tinh lực để suy xét. Tử bình hưu dường nhuê có chút ngộ ra buông tiếng thở dài, nhưng vẻ mặt có chút hoài nghi không chắc, ý của tiên sinh là muốn qua lại thân thiết với người này. Giả vô quần, thân phận thừa tướng, nếu như để lộ dấu vết giao thiệp, vì nước tống không thể bỏ qua, át gặp phải tai bay vạ gió, nhưng cũng kết mối thiện duyên. Tử bình hưu trần chờ, Huệ Thanh Bình, tiên sinh chắc chắn hắn sẽ bảo vệ Huệ Thanh Bình. Giả vô quần lắc đầu, tỏ ý bản thân cũng không dám bảo đảm, chỉ có điều lại nhấc bút đề cập với ông ta một chuyện, trận chiến diệt triệu, bên góc bờ hồ, vì cứu vương tử mà mạo hiểm, nguy hiểm đó tuyệt đối không phải là làm bộ, chính là loại người liều mình đạt được nghĩa. Thương thị liền kêu gọi tập hợp đại quân chống chọi ba đại phái nước Yến, báo đáp lòng trung thành. Tử Bình Hưu trầm ngâm nói, tiên sinh là nói, như Hiếu đạo sẽ xem trọng tình nghĩa kết bái với Huệ Thanh Bình mà ra tay. Giả vô quần, quyền một khi lần nữa thăm dò làm người, dễ dàng châm trước cho tử phủ đường lui, nếu như thật sự là nghĩa sĩ, nhưng chuẩn bị cho tương lai, những ngày sắp tới nếu như có bất chắc, tham gia vào nghĩa sĩ há chẳng phải tốt hơn là với loại người vô tình vô nghĩa, có thể bảo đảm tử phủ dài lâu chút. Trong lòng tử bình hưu cảm khái, vị này cũng thật là không chú ý đến đạo quân thần gì đó, lúc trước để bản thân khiêu khích người đánh đổ chắc mục chân, bây giờ lại muốn ông ta chuẩn bị tốt đường lui lần nữa tham gia vào người khác, ngoại trừ bảo vệ tử phủ bình an, những thứ khác dường như đều không quan tâm, làm cho tâm tình của ông ta có chút phức tạp. Ông ta vuốt dâu suy xét nói, lời tiên sinh nói dĩ nhiên có lý, nhưng lão phù thật sự là không thể vì hắn cứu Huệ Thanh Bình ra, không đủ sức. Giả vô quần, không cần thừa tướng ra tay, chỉ cần một phong thư nhắc nhở là được. Tử Bình Hưu do dự không quyết, nếu như ta để lại thư từ cho hắn, há chẳng phải để lại nhược điểm trong tay hắn rồi hay sao? Giả vô quần, không để lại tên, không đề cập đến lai lịch, chỉ nhắc nhở. Thừa tướng chỉ cần nhớ kỹ nội dung trong thư, để phòng tương lai xác minh, nếu như hắn xem trọng tình nghĩa bảo vệ Huệ Thanh Bình, thừa tướng thuận tiện đủ để kết một đoạn thiện duyên với hắn. Nếu mưa gió đến gần, chính là sắp chấp sắp đến, mưu tính nhiều đường lui sẽ không sai. Ồ, tử bình hưu liên tục gật đầu, hiểu rõ rồi, nếu như thật sự như vậy, vậy ông ta vẫn thật sự là không cần gánh bất kỳ mạo hiểm nào, quả thật có thể thử chút. Liền đứng dậy nói, lời tiên sinh nói, ta nhớ kỹ rồi, nếu như không còn dặn dò gì khác, ta đây liền đi sắp xếp. Giả vô quần lắc đầu, bày tỏ không còn căn dặn. Tử Bình Hưu sắp rời đi lại nói, đúng rồi, tiên sinh yêu thích tôm sông, ta cố ý để quản gia tìm một ít tôm sống đến, lát nữa sẽ mang đến cho ngài. Giả vô quần cười khổ, lại nhấc bút viết xuống vài chữ, không lưỡi, vô vị. Hai, Tử Bình Hưu tiếc núi thở dài một tiếng, biết ông ta sau này đối với món ăn không thể nếm gia vị gì nữa, cũng thiếu đi tư vị cuộc sống, người mất đi vị giác sao lại có thể để ý đến quân quân thần thần gì chứ? Thánh cảnh, giống như tên gọi, vùng đất đặc sắc thanh tú, thêm vào người ở thưa thớt, rất ít dấu vết cải tạo của con người. Thánh địa đại la, nơi ở của một trong cửu đại trí tôn la thu, giống như đất thần tiên. Lầu các nơi núi cao, toa như lại dựa vào lan can nhìn về phía xa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía dưới núi nơi người lui tới. Một nữ tử dịu dàng với lụa mỏng, tướng mạo xinh đẹp, từ nơi cuối hành lang đi đến, tới đứng sóng vai bên cạnh toa như lai, con gái La Thu La Phương Phỉ. La Thu năm xưa lòng đong muốn muốn trói buộc, sau khi có được địa vị sau này, đối với việc sinh con dường như đã không còn hứng thú gì, càng hướng về đại đạo. Về sau không biết vì nguyên nhân gì, La Thu để một nữ nhân sinh cho ông ta một đứa con gái này, nghe nói là người phụ nữ xinh đẹp không tầm thường, nghe đâu người phụ nữ đó sau này lại bị La Thu chính tay giết chết. La Thu cũng chỉ có một người con gái này, nàng ta chưa từng nghe kể qua chuyện ba mình giết mẹ mình, có một số chuyện có lẽ tất cả mọi người đều biết, chỉ có mỗi nàng ta không biết. La Phương Phỉ cũng là thê tử bây giờ của Toa Như Lai, con gái Toa Như Lai, mẹ kế của thành chủ trích tinh thành Toa Hoan Lệ. Sau khi thê tử của Toa Như Lai mất tích, liền cưới La Phương Phỉ, ở một mức độ nào đó mà nói, thời điểm mà hai người kết thành duyên cũng không tính là quá lâu. Toa Hoan Lệ cũng coi như là hưởng chút vinh dự, trở thành cháu ngoại của La Thu. Kỳ thực cho dù không hưởng vinh dự này, theo lẽ thường mà nói, Toa hoan lệ cũng sẽ không quá khó chịu, ba của nàng ta dù sao cũng là đệ tử của một trong cửu đại trí tôn La Thu. Toa hoan lệ đối với thánh địa đại La Dường như cũng không có hứng thú gì, sau khi rời khỏi rất ít khi quay lại, ở trích tinh thành thời gian dài. Thân là con gái của La Thu, có thể gả cho Toa Như Lai tái hôn, có thể thấy được sự yêu thích đối với Toa Như Lai, từ ánh mắt nàng ta nhìn Toa Như Lai lúc này có thể biết được, ánh mắt sáng như sao hàm ý đưa tình, hỏi, sư huynh, đang nhìn gì vậy? tướng mạo toa như lai không tính là xuất chúng nhưng giữa người với người thực sự là không thể nói rõ rất nhiều người cũng không hiểu được la phương phỉ vì sao lại cứ thích toa như lai không nhìn gì cả toa như lai hơi nhấc cằm về phía người tới người đi ở dưới núi người ra vào bên đó dường như đột nhiên đông lên la phương phỉ bởi vì thánh cảnh lịch luyện dù sao cũng là đến nơi này không ai dám qua loa các phái báo cáo người trên danh sách đang tiến hành xác minh lần nữa sự việc bên phía ngọn núi thiên đô sư huynh đều kết giao xong chưa? Phiêu miếu các thay phiên nhau trông coi, kỳ hạn thánh địa đại la quản lý phiêu miếu các đã qua, đổi cho người của một trí tôn khác tiếp quản. Toa như lai ừng một tiếng, nói đến ngọn núi thiên đô và danh sách mà các phái báo lên, ông ta dường như nhớ ra điều gì đó, hỏi, việc này là do người quản A, bên phía tử kim động nước yến báo lên ba người nào? La Phương phỉ hơi do dự, này thật sự không để trong lòng. Mặc dù là nàng ta đang quản, có một số việc đương nhiên có người bên dưới làm, nàng ta cũng sẽ không tự thân đi làm đi nhớ nhiều tên như vậy có chút nghi hoặc hỏi sư huynh vì sao quan tâm tử kim động toa như lai like, nhớ đến một người ta chú ý qua có chút thú vị nghe nói gia nhập vào tử kim động một người nửa đường gia nhập vào tử kim động cũng không có bị tử kim động ép buộc đến hay không nếu như đến rồi ta ngược lại muốn nhân cơ hội này ở khoảng cách gần nhìn lại một chút có thể khiến sư huynh chú ý là phương phỉ nhất thời hứng thú người nào Toa Như Lai, người thường ở thánh cảnh, có lẽ chưa từng nghe qua tên là Ngưu Hữu Đạo. La Phương phỉ cười, người ở bí cảnh thiên đô bị sư huynh ép phải lấy được giải nhất, làm sao có thể chưa từng nghe qua, nghe nói chóc đó hắn còn vẽ cho hoan lệ một bức chân dung. chương 1390, Thư ẩn danh một Câu trước đó còn đỡ, câu sau đó khiến cho Toa Như Lai chợt quay đầu, ánh mắt lạnh nhìn chầm chầm nàng ta, từ tốn nói, người đang theo dõi hoan lệ. La Phương phỉ biết bản thân lỡ lời nói sai, Vội vàng giải thích, sư huynh, ta chỉ là quan tâm hoan lệ, không có ý khác. Toa như lại có nghe lọt hay không cũng không biết, mặt không biểu tình quay lưng rời khỏi. La Phương phỉ đưa mắt nhìn theo, ánh mắt phức tạp. Chuyện tình cảm này vốn dĩ phức tạp, cho dù cha bà ta là La Thu, cũng không có khả năng gán ép tình cảm của hai người nên làm như thế nào thì làm. Sau khi lấy lại tinh thần, quay người tựa vào lan can, chú ý đến người ở dưới chân núi, nghĩ đến lời sư huynh nói khi nãy, La Phương Phỉ đột nhiên lách người lướt xuống dưới, trực tiếp bay xuống lầu các nơi làm việc ở bên dưới, đi vào bên trong, hướng về người chủ sự yêu cầu, lấy danh sách thánh cảnh lịch luyện cho ta. Danh sách dĩ nhiên là được cung cung kính kính dâng tặng đến tay của nàng ta. Nàng ta tìm được tên ba người tử kim động báo lên xem xem, lại ném danh sách trở về bàn, như hữu đạo của tử kim động, thêm vào. Này, người chủ sự giờ khóc giờ cười, các chủ, không được a à, nội dung đã quy định một nhà đưa ra ba người, lại thêm vào một người thì sẽ thành bốn người, không cách nào bàn giao a. À. Không ở trước mặt sư huynh, La Phương Phỉ đã là một khuôn mặt lạnh lùng nói, không biết dựa vào tình hình khác nhau mà thay đổi sao. gạch bỏ một người, thay Nghiêu Hữu đạo vào. người chủ sử, các chủ, Nghiêu Hữu đạo, theo ta được biết, hắn là trưởng lão của Tử Kim Động, thêm hắn vào có thích hợp không? Huống hồ chi thay đổi danh sách còn phải thông báo cho tám nhà khác, e là có chút phiền phức. La Phương Phỉ, người có thể làm trưởng lão chẳng lẽ không phải là đệ tử tinh nhuệ của môn phái trong quy định sao? Có gì không thích hợp, ngươi làm theo là được, cũng không cần ngươi phải bàn giao gì, ta sẽ tự bàn giao. Nếu như Tử Kim động có ý kiến, để bọn họ đến tìm ta. Vâng, người chủ sự bất đắc dĩ đáp ứng, trong lòng nghĩ, Tử Kim động dám tìm ngươi mới là lạ. Hoàng hậu một nước bị phế, không phải là chuyện nhỏ, không giấu nổi. Trên cây cầu đá dòng suối bên ngoài Mao Lư biệt viện, Lưu Hiếu Đạo nhìn tin tức trong tay hai một tiếng. Trưởng lão thiên nữ giáo cao cao tại thượng, đột nhiên trở thành phu nhân của tướng lĩnh Phản quân, lại đột nhiên trở thành hoàng hậu một nước, nháy mắt lại trở thành phạm nhân, vận mệnh của đại tỷ kết bái này của ta thật đúng là nhiều thăng trầm. Sau khi tin tức nước Tống phế hậu truyền ra ngoài, dẫn đến sự chú ý của hắn, lập tức cho người nghe ngóng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tin tức trong tay chính là tin mới nhận được. Hoàng hậu bắt gian tại trận, cư nhiên bị hoàng thượng phế, hiếm thấy, Ngô Công lĩnh này cũng thật là có thể làm ra. Quản Phương Nghi đi cùng ở bên Hừ Lạnh không ngừng, cảm thấy rất không đáng cho Huệ Thanh Bình, nếu như không có Huệ Thanh Bình, Ngô Công Lĩnh nào có ngày hôm nay, thứ lòng lang dạ sói. Giấy trong tay Nghiêu Hiếu đạo rũ thành mảnh vụn rơi xuống dưới cầu thuận theo dòng nước trôi đi, cũng thuận miệng trả lời, không có Huệ Thanh Bình, cũng có Bình Khác xuất hiện, cho dù không có Bình Khác xuất hiện, Ngô Công Lĩnh cũng không hẳn không có ngày hôm nay. Ngô Công Lĩnh có ngày hôm nay hay không, không phải là điều mà Huệ Thanh Bình có thể quyết định, Huệ Thanh Bình không hiểu được điểm này cho nên mới rơi vào kết cục ngày hôm nay. Quản phương nghi thờ ơ nói, ý của ngươi là ngô công lĩnh làm đúng. Xem ra đàn ông các ngươi đều là những kẻ giống nhau, không có tên nào tốt. Như hữu đạo câm lặng, sao lại kèm theo hắn luôn rồi, giờ khóc giờ cười nói, ta không có ý này, cũng không nói điều ngô công lĩnh làm là đúng. Có một câu nói hối hận để chồng kiếm thước phong hầu, lựa chọn con đường như thế nào thì phải trả cái giá như thế nấy. Nam nhân sau khi làm hoàng đế trong hậu cung sao chỉ có thể có một người, Nữ nhân làm hoàng đế đối diện với ngàn vạn nam sắc, trong chướng khuê phòng cũng không chỉ có một nam nhân, đến núi như thế nào thì thấy phong cảnh như thế nấy, người không thể đứng ở dưới chân núi nghĩ đến phong cảnh trên núi, đều phải đối mặt với hiện thực. Huệ Thanh Bình không nên đi làm loạn như vậy, lúc nên mở một mắt nhắm một mắt thì phải làm như thế, không muốn tiếp nhận hiện thực nơi đỉnh núi, xúc động lung tung thì có khả năng té xuống chân núi đối mặt với hiện thực ở chân núi. Người không muốn nhìn cảnh ở trên núi, hoặc là nhắm mắt, hoặc là lăn xuống núi đây chính là hiện thực. Quản phương nghi hừ hừ nói, cũng chính là nói, sau này nếu như người có cơ hội, cũng sẽ giống như ngô công lính. Như hữu đạo lần nữa câm lặng, cũng trách bản thân, rảnh rỗi đến đau chứng hay sao, cư nhiên lại đi nói đạo lý với người phụ nữ này, không phải là có bệnh chứ. Lập tức làng sang chuyện khác nói, lấy danh nghĩa của ta, chuyển thư cho ngô công lính, cảnh cáo ông ta, Huệ Thanh Bình là đại tỷ kết bái của ta. Dám đầu đến một đầu ngón tay của Huệ Thanh Bình, bảo ông ta cẩn thận đầu của mình bảo ông ta giao huệ thanh bình ra bằng không nước yến ta lập tức đem binh tấn công nước tống lực chú ý của quản phương nghi quả nhiên bị di chuyển ngạc nhiên nói có ý gì nghiêu hữu đạo ý gì là ý gì ta nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao quản phương nghi nhắc nhở đừng nói cái gì mà một đầu món ta huệ thanh bình đã bị ông ta tống vào thiên lao rồi nghiêu hữu đạo lắc đầu không đơn giản như ngươi nghĩ đem huệ thanh bình giam giữ chỉ là nhất thời ngô công lĩnh con người này lòng giả ác độc sau khi lật mặt nhất định vô tình nếu như không có cố kỵ, Huệ Thanh Bình ở trong thiên lao sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quản phương nghi hoài nghi nói, người thật sự muốn vì Huệ Thanh Bình đem binh tấn công nước tống. Chuyện này hình như cũng không thể thuận theo ngươi, như hữu đạo trầm mặc hồi lâu, việc này quả thật không thể thuận theo hắn, lực ảnh hướng của hắn đối với quân đội nước Yến không nhỏ, nhưng nhân mã quân Yến đến gần bên phía nước tống cũng không có thế lực úc của hắn, đừng nói nước Yến, từ kim động cũng sẽ không cho phép hắn làm xăng. Đi một bước tính một bước, từ từ nghĩ cách, trước tiên ổn định ông ta không làm loạn với Huệ Thanh Bình đã. Như hữu đạo cao mày nói, muốn cứu Huệ Thanh Bình quả thật có chút phiền phức. Quản phương nghi coi như nhìn ra, vị này không phải là nói không, mà thật sự muốn cứu Huệ Thanh Bình. Bà ta si cũng không biết nên nói gì mới tốt, kỳ thật cảm thấy không cần thiết, bên này đối với thư từ qua lại với bà ta cũng không phải chưa từng thấy qua, người ta căn bản không xem kết bái của ngươi ra gì, hà tất phải mặt nóng áp mông lạnh tự mình tìm phiền phức. Được rồi, Ta tin người như người quyết định không phải là kích động nhất thời, hẳn là có đắn đo suy nghĩ. Quản phương Nhi buông tiếng thở dài, quay người đi thực hiện. Nhiêu hư đạo đứng trên cầu, một tay đâm kiếm, một tay sờ lan can đá, nhìn cá bơi trong nước suy tư điều gì đó. Trong lúc suy tư không biết thời gian trôi qua bao lâu, đợi khi quản phương Nhi quay về tỏ ý thư đã gửi đi, văn mạc Nhi cũng đã đến, cũng mang tới một bức thư. Đạo ra, ngoài sơn môn có người đem đến một bức thư, nói là cho ngài văn mạc nhi dâng bức thư lên nói quản phương nghi nhận thư kiểm tra đồng thời hỏi người nào đưa đến văn mạc nhi đối phương không tiết lộ thân phận để lại thư liền rời khỏi không biết người nào đưa thư đến sau khi xác nhận thư không có vấn đề quản phương nghi đưa thư cho nghiêu hữu đạo sau khi nghiêu hữu đạo xem xong mỉm cười với văn mạc nhi làm phiền rồi sau khi văn mạc nhi mỉm cười lui xuống nghiêu hữu đạo lại đem thư đưa cho quản phương nghi xem việc này có chút thú vị rồi Quản Phương Nghi xem xong nội dung trong thư mới biết cái gọi là có chút thú vị của hắn là chỉ gì. Chương 1391, thư ẩn danh khai. Điều trong thư đề cập đến là cảnh ngộ trước mắt mà Quản Phương Nghi gặp phải, nói biết nhiều Hữu Đạo và Huệ Thanh Bình có tình nghĩa kết bái, đồng thời hiến kế, nói muốn cứu Huệ Thanh Bình rất phiền phức, trừ phi đại quân nước Yên áp sát uy hiếp nước Tống, nước Tống dưới sự chống giống quốc lực mới có thể thả Huệ Thanh Bình ra. Vì sao lại như vậy? Trong thư đã kể tường tận các loại nguyên nhân có điều toàn bộ ý kiến ngược lại có chút tương tự với ý nghĩ trước đó của Ngưu Hữu Đạo. Càng thú vị hơn đó là, trong thư không đề cập đến người gửi thư là ai, sau cùng đề tên là Ngưỡng Mộ Đạo Quân Người. Đạo Quân, ai lại xưng hô với ngươi như vậy? Vẻ mặt quản phương nghi ngạc nhiên, ngươi cảm thấy bức thư này có thể là do ai gửi cho ngươi? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ngưu Hữu Đạo cũng buồn bực, quả thực là không có chút manh mối nào, nhưng có thể thấy được trong thư bày ra thiện ý rõ ràng hắn đem tất cả những người có mối quan hệ với Huệ Thanh Bình mà mình biết sắp xếp một lượt, cũng thực sự không nghĩ ra ai có thể viết một bức thư như thế, nhưng hắn luôn cảm thấy bản thân có thể từ trong bức thư phát hiện ra chút gì đó, nhưng dưới sự suy ngẫm cẩn thận lại trống không hoàn toàn, lại trở thành không có bất kỳ manh mối nào, bức thư này có chút thần bí. Hắn lại muốn bức thư, tỉ mỉ xem lại bức thư lần nữa, cuối cùng lắc đầu nói, bức thư này nếu như đưa cho một người xem, người đó có lẽ có thể nhìn ra chút gì đó. Quản phương nghi hiếu kỳ, ai? Thiệu Bình Ba, Ngưu Hữu Đạo nói ra một cái tên, đem bức thư trả cho bà ta. Quản Phương nghi kinh ngạc, bức thư không có manh mối này, Thiệu Bình Ba có thể nhìn ra là ai viết sao. Ta thậm chí hoài nghi bức thư này là Thiệu Bình Ba viết, chỉ có điều người này sau khi bị giết sạch đang trong thời kỳ ở ẩn, trước khi vẫn chưa đọ sức với ta, có lẽ sẽ không chủ động chọc đến ta. Ngưu Hữu Đạo cười khổ một tiếng, cười khổ tâm tính của mình, một khi phát hiện tình hình không đúng, rất dễ dàng nhịn không được mà hoài nghi Thiệu Bình Ba trước tiên. Cuối cùng thở dài một tiếng nói, có một số việc đến bây giờ ta vẫn không biết Thiệu Bình ba sao biết được đáp án, sau khi Trần Quy Thạc quay về nói rõ, ta phát hiện năng lực lý luận phán đoán ở một phương diện nào đó của tên Thiệu Bình ba kia vô cùng cường hãn, gần như là biến thái, chỉ cần cho y đủ điều kiện, bất cứ dấu vết nào cơ hồ đều không thoát khỏi đôi mắt của y, về điểm này ta kém xa y. Ta hoài nghi một số việc ta làm, y đã biết được đáp án, chỉ là tình thế ép buộc ẩn giấu không phát tán mà thôi. Là một tai họa về sau đáng tiếc dưới sự che chở của nước tấn, ta không làm gì được y. Bản thân hắn cũng không biết, thiệu bình ba từng nói mình không bằng hắn, mà hắn lại nói bản thân không bằng thiệu bình ba, hết lần này đến lần khác hai người muốn ăn thua đủ. Quản phương nghi kinh ngạc, thực sự lợi hại đến vậy. Nghiêu hữu đạo cũng không có lợi hại như người tưởng tượng, chẳng ai hoàn mỹ, con người đều có khuyết điểm, những khuyết điểm khác của y không nói, trên người ít nhất có một khuyết điểm chí mạng. Quản phương nghi không hiểu, chí mạng. Nghiêu hiểu đạo ha ha nói, theo Trần Quy Thạc nói, thiệu bình ba thường xuyên ho ra máu, có nhiều tu sĩ điều trị như thế, còn có thể như vậy, có thêm nhiều linh đan rượu dược cũng khó mà sống lâu, thân thể ngựa tồi nhưng lại tiêu hao trí lực kỳ lân, không thể chịu nổi, cũng không chịu được sự tàn phá, định sẵn đoàn mệnh. Tâm trí của y chính là khuyết điểm trí mạng của y, bất luận thắng thua như thế nào, cho là ta thua rồi, y cũng không thắng nổi, y định sẵn là tự mình phụ mình. Quản phương nghi vẫn còn đang suy tư, Nghiêu hiểu đạo lại thở dài nói, thú vị, gần đây thực sự thú vị. Điều hắn chỉ không chỉ là bức thư này. Trước đây hắn ẩn danh gửi thư cho thiên hỏa giáo bây giờ lại có người gửi thư ẩn danh cho hắn, quả thực là ăn miếng trả miếng. Bức thư gửi cho thiên hỏa giáo đã đến được đích đến, lại bị Vũ Văn Yên làm cho lọt vào trong sương mù, bây giờ bức thư ẩn danh này lại lần nữa làm cho hắn không hiểu rõ nguyên do. Hắn phát hiện sau khi nhảy ra khỏi Nam Châu, sau khi đối diện thế cục lớn, đối thủ xuất hiện quả nhiên cũng không giống nhau, phải sốc tinh thần lên 100% để ứng phó. Hoàng cung nước tống, sau khi phế đi Huệ Thanh Bình, ngô công lĩnh quả thật sung sướng vài ngày, những mỹ nhân giấu ở bên ngoài đều quang minh chính đại đón vào trong cùng sủng hạnh. Một chút cũng không che đậy, có quan viên thực sự không thể tiếp tục nhìn nêu ý kiến, nói một số lời không nên nói. Ngô công lĩnh sớm đã muốn giết gà dọa khỉ, bị ông ta tìm được cơ hội, vị triều thần đó bị kèm theo tội làm nhục quân vương, trực tiếp xử tử. Lén lút nhẫn nhịn lâu như vậy, Bây giờ ông ta dĩ nhiên là muốn sống vui vẻ sung sướng một chút. Tuy là những mỹ nhân đó đều là phi tử của hoàng đế nước Tống trước đây Mục Trác Chân, nhưng cũng phải ai cũng có thể giống hoàng hậu của Mục Trác Chân vậy sau khi chịu nhục liền tự vẫn, không những không tự vẫn, ngược lại đa số đều là nương thân lấy lòng. Có thể bảo vệ tính mạng, có thể lần nữa được vinh hoa phú quý, về phần là Mục Trác Chân hay là Ngô Công Lĩnh, đối với những nữ nhân này mà nói không quan trọng, đối với bọn họ, Mục Trác Chân đã qua đi rồi, nhiều lắm là thỉnh thoảng gặp cảnh nhớ đến. Dù sao, ngô công lính cũng đáng sợ hơn mục chắc chân nhiều, động một tí là giết người cũng không phải là nói cho có, so với hầu hạ chắc mục chân càng tận tâm tận lực hơn, trước đây dám ở trước mặt chắc mục chân làm núng hoặc giở chút tính khí mưng không dám làm loạn với ngô công lính. Nhưng mà sung sướng không được vài ngày, việc phiền lòng liền đến, thư của Ngưu Hữu đạo tới rồi. khinh người quá đáng, trong ngựa thư phòng, sau khi ngô công lĩnh xem xong bức thư một tay đem bức thư ném đi. Ngựa thư phòng của ông ta cũng có một phong cách riêng, ngoại trừ các thứ giấy bút mực nhiên và công văn các loại, những thứ bảy biện điều chỉnh nho nhã khác cơ hồ đều dẹp bỏ, trên tường khắp nơi đều treo bản đồ, có có các loại đau thương. Sau khi trưởng môn đồng tiên các đơn đông tinh nhặt lên xem, cũng nhịn không được cau mày. Ngô công lĩnh đột nhiên ngừng bước trước mặt đơn đông tinh dương nanh múa vuốt, nhè răng trợn mắt nói, hắn coi ta là gì? Ta dạy dỗ vợ của mình mắc mớ gì tới hắn? Hắn cảnh cáo lão tử thì cũng thôi đi, cư nhiên còn uy hiếp lão tử giao vợ cho hắn, cũng không khỏi quá cản rỡ rồi, hắn cho rằng hắn là ai vậy? Đơn đông tinh cao mày cũng cảm thấy nghiêu hiếu đạo làm như vậy vậy có chút quá đáng. Huệ Thanh Bình tuy là phế hậu, nhưng dù sao cũng từng là hoàng hậu nước tống, đem hoàng hậu nước tống giao cho tay người ngoài nước. Đừng nói là ngô công lĩnh gánh không nổi người đó, bảo thần dân trên dưới của nước tống làm sao chịu nổi. Đây quả thực là làm nhục ngô công lĩnh, ông ta cũng cảm thấy ngô công lĩnh không thể đáp ứng loại chuyện này. Nhưng vấn đề thực tế là, nghiêu hiếu đạo hiểu rõ cảnh cáo không sai, người không đáp ứng, ta liền đánh ngươi đơn đông tinh cầm lấy bức thư thử hỏi một chút không biết lời này của ngưu hữu đạo là thật hay giả ngô công lĩnh diễu cợt khinh thường mặc kệ hắn là thật hay giả hắn cho rằng nước yến là nhà của hắn hay sao hắn muốn đánh thì đánh hay sao lão tử mặc kệ hắn xem hắn có thể làm gì được ta đơn đông tinh hắn ở nước yến quả thực có chút lực ảnh hưởng nếu như hắn thật sự muốn đánh còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì cuộc chiến yến triệu chính là hắn khơi mào cuối cùng làm cho nước triệu diệt phong Ngô công lính, người bớt ở đây tự mình dọa mình, trước khác nay khác, hắn đã gia nhập tử kim động, tiêu giao cung và linh kiếm sơn không thể nào lại để mặc cho hắn làm loạn. chương 1392, muốn xui xẻo mọi người cùng xui xẻo. Không phải ta xem thường hắn, nhân mã trong tay hắn muốn ngang qua khu vực nước Yến đến biên cảnh nước Tống ta cũng khó, càng đừng nói đến xuất binh công đánh. Hắn mở miệng liền muốn hù dọa người, coi lão tử là con nít ba tuổi hay sao? Đơn đông tinh thử hỏi, vậy thì mặc kệ hắn. Ngô công lĩnh trầm mặc, ừm một tiếng, mặc kệ, để ý đến hắn làm gì. Tuy là nói như vậy, kỳ thực vẫn không chắc chắn, trước đây ông ta quả thực từng tồn tại tâm tư tìm cơ hội để Huệ Thanh Bình ở trong thiên lao xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng khi bức thư này đến, ông ta có chút ném chuột mà sợ vỡ bình, có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có một số việc có thể bản thân ông ta cũng không ý thức được, có lẽ thiên nữ giáo ra mặt uy hiếp ông ta, ông ta cũng sẽ không sợ, nhưng đối mặt với nhiều hữu đạo quả thật là có chút e ngại nói một cách chính xác cũng không phải e ngại Nghiêu Hữu Đạo mà là e ngại Mông Sơn Minh thủ hạ Nghiêu Hữu Đạo, bởi vì e ngại Mông Sơn Minh mà e ngại Nghiêu Hữu Đạo. Bắt đầu từ khi ông ta tòng quân chính là ở ngay trong đại quân dưới trướng Mông Sơn Minh, từ một tiểu tốt trong quá trình trưởng thành vẫn luôn đắm chìm trong uy danh của Mông Sơn Minh, là tắm mình trong uy danh của Mông Sơn Minh mà trưởng thành, thống soái thiên quân vạn mã Mông soái kia cảnh tượng ở trong đại quân núi kêu biển gầm rong rủi mà đến từng khiến cho tâm trí ông ta hướng về sau này nếu như không phải Ninh Vương ngăn cản, Mông Sơn Minh thiếu chút nữa đã làm thịt ông ta. Có thể nói Mông Sơn Minh nhìn thấy ông ta triệt để, mặc kệ ông ta lập được bao nhiêu chiến công, đều có thể ép ông ta gắt gao, chỉ cần Mông Sơn Minh còn tồn tại một ngày ông ta liền không trở nổi mình, giống như một ngọn núi lớn, ép ông ta gần như hít thở không thông, tình trạng này kéo dài rất nhiều năm, thử nghĩ tâm tính ông ta đối mặt với Mông Sơn Minh là loại nào. Thân là tướng lĩnh trinh chiến xa trường, ai có thể phục ai. Nhưng mông sơn minh không thể khiến mọi người không phục, chiến tích gần như là bách chiến bách thắng lay động lòng người. Mông sơn minh tàn phế, mông sơn minh già, mông sơn minh ẩn lui, nước yến cũng đang trong tình trạng bấp bênh, danh tướng suy yếu, ngô công lĩnh ông ta đang dương dương tự đắc, liệt kê một lượt chiến tướng nước yến, ai sợ ai. Ai ngờ lão đầu tàn phế mông sơn minh kia tái suốt lần nữa, đánh cho triều đình nước yến không còn cách hào khác, sau lại đuổi ông ta chạy chối chết, ông ta căn bản không dám giao đấu với mông sơn minh sự tình phía sau mọi người đều biếu ngựa trắng mông sơn minh qua sông xuất quân tấn công về khu vực phía đông của sông chuyên gia lấy nghịch cảnh đánh cho mũi nhọn nước tống đang thánh tan tác tơi bời khổ không thể tả một đường tàn sát giết đến thần dân nước tống lòng người sợ hãi đại đô đốc nước tống la chiếu hăng hái đến lúc này ảm đạm vô sắc nước tống qua loa cầu hòa vừa rời khỏi nội cảnh nước tống mông sơn minh lại xua binh tây trinh chém giết với nước triệu ở cạnh hồ nước triệu vừa chiến bại hết tận tinh nhuệ trực tiếp tiêu diệt nước triệu chấn kinh thiên hạ. Đối mặt với lão già gần như đánh đầu thắng đó, ông ta có thể cảm thấy bản thân mình giống như một hạt gạo nhỏ tranh nhau phát sáng với trăng sáng. Ông ta tự cho rằng bản thân coi như là năng trinh thiện chiến, nhưng đối mặt với mông sơn minh ông ta có cảm giác không biết nên đánh như thế nào. Nỗi e ngại đó là từ trong xương cốt của ông ta, không chỉ là ông ta, ông ta biết những tướng lĩnh đã từng tòng quân dưới trướng mông sơn minh kia cũng rất e ngại mông sơn minh. Cũng đâu chỉ là bọn họ, Toàn bộ nước tống càng là nghe thấy mông sơn minh mà biến sắc, mông sơn minh không chỉ một lần tiến vào nội cảnh nước tống, trước kia cũng đã từng khiến trong lòng thần dân nước tống bao phủ bóng ma, muốn rửa nhục kết quả lại gặp mông sơn minh phản công vào nội cảnh nước tống, thủ đoạn một đường tàn sát hoàng loạt dân trong thành kia càng thảm khốc, thủ đoạn tàn bạo giết chôn mười mấy vạn tinh nhuệ càng dọa người. Ngô công lĩnh e ngại mông sơn minh, như hữu đạo liền tìm đến mông sơn minh. Cũng không phải bởi vì ngô công lĩnh e ngại mông sơn minh, như hữu đạo mới tìm đến mông sơn minh, Nghiêu Hiếu Đạo cũng không biết Ngô Công Lĩnh e ngại Mông Sơn Minh. Hắn không chỉ là chỉ một bức thư hù dọa Ngô Công Lĩnh, cũng không cho là chỉ một bức thư liền có thể dễ dàng hù dọa Hoàng đế một nước, quả thật giống như hắn nhận được bức thư ẩn danh kia, cần phải tạo áp lực thật sự. Nghiêu Hiếu Đạo gửi tin tức cho Thương Triều Tông, trực tiếp làm rõ tình hình, để Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh thương lược, xem có thể áp dụng thủ đoạn quân sự nào tạo áp lực cho quân Tống hay không. Đương nhiêu, không nhất thiết phải đánh thật, chỉ cần để quân tống nhận thấy áp lực không thể không thả người là được. Việc chuyên nghiệp vẫn là phải giao cho người chuyện môn làm thì tốt hơn, hắn không hiểu tác chiến đại quân, lung tung chỉ huy để người ta nhìn thấu mưu tính ngược lại làm trò cười cho người ta. Thường Triều Tông và Mông Sơn Minh lập tiến hành thảo luận đối với chuyện này, sau khi thảo luận, cho dù là Mông Sơn Minh cũng có chút khó xử. Vấn đề rành rành ra đó, địa bàn khống chế thế lực hệ thống Nam Châu dù sao cũng có hạt, dưới cục diện trước mắt của nước Yến, nhân mã của hệ thống Nam Châu muốn vượt qua địa bàn thế lực khác đến biên cảnh nước Tống đại quân áp sát đến dường như là chuyện không thể, trừ phi là một đường đánh đến còn tạm được. Vì cứu hệ thanh bình mà ở nội bộ nước Yến đánh lung tung giết chế vô số người, không khỏi quá không đáng, thực sự là không tính ra. Đương nhiên, Mông Sơn Minh đưa ra một số ý kiến, nếu như Nhiêu Hữu Đạo có thể thuyết phục từ Kim Độc, đạt được mục đích huy hiếp nước Tống cũng không phải không có khả năng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bột châu nước Yến tiếp giáp với nước Tống, mà Bột Châu chính là địa bàn của Tử Kim Động, do trưởng lão của Tử Kim Động Kiều Thiên Quang tọa chấn. Nếu như không thật sự đánh mà chấn nhiếp, Mông Sơn Minh cần mượn sức Bột Châu này. Cứ như vậy, Nhiều Hiếu Đạo cũng có chút khó xử, để Tử Kim Động phối hợp với mình làm việc này, khả năng Tử Kim Động đáp ứng rất là nhỏ. Một đám cao tầng của Tử Kim Động đối với hắn vốn đã có ý kiến, mà hắn lại ở Bắc Châu ra tay giết chết người của một số người, tình hình có thể nghĩ mà biết, nói ra chỉ sợ không những không giúp, làm không tốt còn muốn cản quản phương nghi chính mắt nhìn thấy một số quá trình cũng không biết nói gì với nghiêu hữu đạo mới phải vì một huệ thanh bình mà hao tổn tâm trí như vậy đáng giá sao có thể có gì tốt chứ vì thế quản phương nghi vẫn tìm đến viên cương để viên cương khuyên nhủ nghiêu hữu đạo nhưng thái độ của viên cương làm cho quản phương nghi vô cùng tức giận viên cương nói tán thành đạo gia làm như vậy thời khắc nghiêu hữu đạo đang suy ngẫm giải quyết việc này như thế nào văn mặc nhi đến nói trưởng môn bảo hắn đi đến nghị sự đại điện một chuyến không đi, như Hữu Đạo ở trong đình viện quanh quẩn một chỗ văng một câu nói ra ngoài, cứ nói ta đang bế quan tu luyện, nghiêm cấm quấy giày, phong bế lục thức, không liên lạc được, cũng không dám tùy tiện quấy giày, bằng không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hắn cho rằng đi nghị sự đại điện là tìm cơ, trước đây hai vị trưởng lão lần lượt đến qua, muốn đến gặp hắn, hắn cũng dùng lý do tương tự từ chối gặp mặt. Một người không được đổi một người khác vẫn không được, hắn chính là muốn ép nghiêm lập nghiêm lão cầu tìm đến cửa, tất cả những người khác không để ý, vị trưởng lão này thật sự là quá tùy hứng rồi, Văn Mặc Nhi giờ khóc giờ cười, giải thích, đạo gia, trưởng môn nói là chuyện của thánh cảnh, nói liên lụy đến người rồi, bảo người qua đó một chuyến. Thánh cảnh, còn liên lụy đến ta, như hữu đạo lập tức cảnh giác, chuyện của thánh cảnh và ta có liên quan gì. chương 1393, vùng vẫy giấy chết một. Quản phương Nhi ở bên cạnh cũng rất kinh ngạc, kỳ quái thánh cảnh như thế nào lại liên lụy đến đạo gia, danh sách từ kim động báo lên bên này đã xác nhận, không liên can gì với bên này. Văn Mạc Nhi lắc đầu nói, ta cũng không rõ, chỉ là thuật lại lời nói của trưởng môn, trưởng môn bảo ngài cần phải qua đó một chuyến, các vị trưởng lão đều đang đợi ngài. Thánh cảnh, như hiểu đạo lầm bẩm suy nghĩ hồi lâu, loại chuyện này quả thật không đến lượt hắn tùy hứng, hắn ngược lại muốn lại tiếp tục giả vờ tùy hứng, ép trưởng môn cung lâm sách pháp giá đích thân đến nói cũng giống vậy, những ngẫm nghĩ, cơ hội tùy hứng có rất nhiều, cũng không thiếu lần này, liền phất phất tay lãnh đạm nói vậy thì đi xem thử đương nhiên dáng vẻ vẫn đoan chính không chút hoang mang đi tới chậm rãi đi đến nghị sự đại điện vừa đi vào nghị sự đại điện chỉ thấy một đám người có tư cách địa vị xếp ở đây ánh mắt từng người phức tạp nhìn hắn ánh mắt chưa từng có ánh mắt này nhìn đến trong lòng nghiêu hữu đạo có chút hoảng sợ trong đầu nhanh chóng xoay ngược những tình huống có khả năng xuất hiện nên ứng phó như thế nào trưởng môn ta đang bế quan tu luyện ngàn cân treo sợi tóc có chuyện gì nhất định phải gặp ta thiếu chút nữa hại ta tổ hỏa nhập ma. Như hữu đạo dáng vẻ mệt mỏi, người bế quan cái quỷ, cung lâm sách thầm mắng trong lòng một tiếng, tình hình gì văn mặc nhi cũng không phải chưa nói cho hắn. có điều ông ta cũng không vạch trần, chỉ hơi cười khổ nói, như sư đệ muốn gặp mặt ngươi thật không dễ dàng ha. À. Như hữu đạo, lời này của trưởng môn ta gánh không nổi, người mở lời, ta sao dám không đến chứ? đây không phải gọi một tiếng liền đến rồi sao? nhìn trái nhìn phải, hỏi chuyện gì phải? ta cũng không có tham dự quyền lực quyết định sách lược, gọi ta đến để làm gì. Cung lâm sách nhìn chầm chầm hắn, chậm rãi nói, danh sách đi đến thánh cảnh lịch luyện của tử kim động có biến. Tim của Ngưu Hữu đạo nháy mắt nâng lên đến cuống học, lắng nghe. Cung lâm sách tiếp tục nói, bên phía thánh cảnh gạch bỏ tên của một đệ tử, thêm tên của ngươi vào. Mặt Ngưu Hữu đạo trầm xuống, nhìn ngang nhìn dọc nói, các vị đang nói đùa với tôi phải không? Cung lâm sách, không nói đùa, đây là thật. Chúng ta cũng không muốn nhìn thấy tình huống này xuất hiện, nhưng tin tức bên phía phiêu miếu các gửi đến quả thực là như vậy. Sư đệ, bảo ngươi đến, là hy vọng ngươi có thể tranh thủ thời gian còn lại sớm chuẩn bị. Cái gì thánh cảnh gạch bỏ rồi thêm vào? Đối với thánh cảnh mà nói, nghiêu hữu đạo ta tính là cái gì chứ? Nghiêu hữu đạo ta đáng để thánh cảnh tiếp đãi nồng hậu như vậy sao? Bớt giờ trò đi, nghiêu hữu đạo phải đối kịch liệt, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cuối cùng ánh mắt dừng trên người nghiêm lập, ta thấy là có người sống mái với ta, cố ý hãm hại ta, sau lưng ta sửa lại danh sách báo lên. Đây là hoài nghi đến ta rồi, nghiêm lập vội vàng khoát tay nói, không có liên quan đến ta. Không phải, việc này thật sự không liên quan đến ta, thật sự là đích thân thánh cảnh làm. Ta mặc kệ là đích thân ai làm, nếu đã không muốn ta sống dễ chịu, mọi người cũng đừng mong sống dễ chịu, lão tử không đi, muốn xui xẻo thì mọi người cùng xui xẻo. Nhiêu hưu đạo bỏ lại lời nói lách người bỏ chạy, trực tiếp lách mình ra khỏi đại điện, nhanh chóng lướt đi. Sư đệ, nghiêu sư đệ, như trưởng lão, một đám người lớn tiếng gọi, cũng không thể giữ lại nổi, chạy ra đại điện nhìn xem, đâu còn bóng người. Nơi này đang bàn bạc cùng nhau đi mau lư biệt viện khuyên nhủ, ai ngờ không bao lâu sau một tên đệ tử chạy đến không báo, như trưởng lão đi đến quy miên các, trung lão chuyển lời bảo trưởng môn và các vị trưởng lão qua đó một chuyến. Mọi người im lặng, có người vẻ mặt co giật, cung trưởng môn nặng nề thở ra một hơi trưởng lão doãn dĩ đức bất đắc dĩ lắc đầu nói được không cần nói tên nhãi này lại chạy đến quy miên các cáo trạng rồi thất đức hay không có phải con chuột tè dầm hay không cũng muốn đi cáo trạng cung lâm sách nghiêm mặt sự việc ngược lại không phải chuyện nhỏ chính là tên nhãi có chút càn quấy phó quân nhượng thở dài tuyệt vọng nói trung sư bá hạn thọ không bao lâu nữa rồi tên làm đồ đệ này còn có lương tâm hay không còn có kiểu đưa sư phụ vào con đường chết hay sao không biết dùng ít đi chút hay sao mạc linh viết nói xem ra là hiểu lầm thành chúng ta đang hại hắn đúng thật là ngay cả lời cũng chưa nghe xong liền chạy nghiêm lập ta đoán chừng người hắn nghi ngờ đầu tiên chính là ta ông ta cảm thấy việc này nếu như không giải thích rõ ràng như hữu đạo nhất định không thể không liều chết với ông ta cung lâm sách đừng nói những lời vô dụng kia nữa cũng không phải chúng ta hại hắn thị phi phải trái nói rõ ràng trung lão triệu kiến đi thôi mấy người đều rất bất lực cùng nhau xông lên quy miên các sau núi sau khi đến chỉ thấy cửa lớn cửa hang quy miên các đóng chặt thời gian dài, cửa an đứng ở trên bậc thềm chắp tay đón khách. Sau khi đi vào quy miên các mới phát hiện, không chỉ là tìm vài người bọn họ đến, Xuân Tín Lương và đồ khoái hai lão già này cũng được gọi đến. Trung Cốc Tử ngồi xếp bằng nhắm mắt tĩnh tọa giống như tượng đá, Xuân Tín Lương và đồ khoái một trái một phải cùng ngồi xếp bằng dưới đất, từng người một dương mắt lặng lẽo nhìn những người đi đến. Như Hữu đạo khoanh chân ngồi ở một bên, thấy mấy người đi đến, nhìn không thuận mắt, quay đầu nhìn sang một bên, tỏ rõ vẻ không thích. Bái kiến ba vị thái thượng trưởng lão, đám người cung lâm sách cùng nhau chắp tay khom lưng hành lễ. Xuân tín lương lãnh đạm nói, ngồi đi. Vâng, đám người cung lâm sách liền ngồi thành mội hàng phía đối diện, cũng đều nhìn nhìn như hữu đạo, trong lòng mỗi người coi như là phục vị này. Sự việc chưa làm rõ đã trực tiếp chạy đến đây cáo trạng rồi, này thật đúng là hơi chút trêu chọc liền dám đến cáo trạng, thuộc dạng con nhím không thể trêu chọc. Trung Cốc Tử chậm rãi mở mắt, đôi mắt già đột nhiên toát ra tinh mang quét một lượt qua mặt những người ngồi một hàng ở phía đối diện trong mắt rõ ràng lộ ra bất mãn ngoài miệng lại tan thương ôn hòa nói bình thường không cần làm gì vẫn có được sự phụng dưỡng hết sức của tông môn theo lý mà nói mấy người lão già chúng ta cũng nên biết đủ rồi theo môn quy mà nói một thế hệ có trách nhiệm của một thế hệ những lão già chúng ta đây nếu đã ẩn lui thì không nên lại làm việc thừa những chúng ta dù sao cũng là đệ tử của tử kim động cũng không thể làm như không thấy không biết ta nói như vậy, trưởng môn thấy có thích hợp hay không. Cung lâm sách nhanh chóng vẻ mặt tươi cười nói, trung lão nặng lời rồi, mấy vị thái thượng trưởng lão vẫn như cũ đang tận tâm tận lực vì tông môn, hễ tông môn cần gì, mấy vị thái thượng trưởng lão trước giờ chưa từng từ chối qua, vẫn luôn giúp đỡ chúng ta. Chúng ta có chỗ nào làm không đúng, mấy vị thái thượng trưởng lão đều là những người kinh nghiệm già dặn, cũng là trụ cột vững vàng của môn phái, chỉ giáo giám sát cũng là điều đương nhiên. Đồ khoái người cũng như tên, không vòng vo với bọn họ, trực tiếp quát đồng môn với nhau, nên tương trợ, vì sao lại âm thầm hãm hại. Cung lâm sách hướng về ông ta chắp tay nói, đồ lão, đồng môn với nhau, nhất là giữa mấy vị trưởng lão với nhau, khi ý kiến không nhất trí có nảy sinh một số tranh chấp cũng không thể tránh khỏi, nhưng muốn nói hãm hại, không khỏi nói quá sự thật. Đồ khoái chỉ tay về phía Ngưu Hữu Đạo, tên của Ngưu Hữu Đạo bị điền vào danh sách đi thánh cảnh, có phải là do các ngươi đang dở trò? Đồ đệ của ông ta Mạc Linh Tuyết nói, sư phụ, thật sự không liên quan tới chúng ta, thật sự là tự mình thánh cảnh thay đổi danh sách, là đích thân thánh cảnh thêm tên của Ngưu Sư Đệ vào, là thánh cảnh chỉ định Ngưu Sư Đệ tham gia, tuyệt đối không phải chúng ta hãm hại. Đồ khoái, ta không tin thánh cảnh không biết hắn là trưởng lão của tử kim động, tử kim động nhiều người như vậy, thêm ai không thêm vì sao cứ phải thêm hắn. chương 1394, vùng vẫy giấy chết hai. Mạc Linh Tuyết thở dài nói, sư phụ, không chỉ lại danh sách của tử kim động có sự thay đổi, danh sách các môn các phái đều có sự thay đổi, không chỉ từ kim động ta gạch bỏ tên một đệ tử thêm vào một trưởng lão, những môn phái khác cũng như vậy, đều do thánh cảnh đích thân chỉ định một trưởng lão tham gia. Lời này vừa nói ra, nhiều hữu đạo đang ngẩn đầu nhìn về phía xà ngang sừng sốt, chậm chậm quay đầu nhìn về phía bà ta. Sau khi đồ khoái và xuân tín lương nhìn nhau, lại hỏi có gì chứng minh không? Mạc Linh Tuyết giờ khóc giờ cười nói, sư phụ, loại chuyện này chúng ta còn có thể nói lung tung được hay sao? về sau một khi sự việc được chứng thực, cũng không lừa gạt nổi. Đồ khoái nhìn như hữu đạo nghiêng nghiêng đầu, nhưng sư đệ của các ngươi không tin là như vậy, hôm nay nếu như đã rên, thì nhất định phải làm rõ sự việc, cho sư đệ của các ngươi một câu trả lời. Lời nói mặc dù là nói như hữu đạo, nhưng thực ra là nói là Trung cốc tử nghe, nói trắng ra vẫn là muốn giúp đám người cung lâm sách nói rõ rõ ràng. Lúc này cung lâm sách có động tác, từ trong tay áo móc ra một phần danh sách, hai tay nâng lên một chút, dưới sự thi pháp, danh sách chậm rãi bay về phía đồ khoái đồ khoái nắm một cái đến tay cau mày xem xét mạc linh tuyết dường như sợ ông ta xem không hiểu dù sao thế hệ trước thoái vị đã lâu đã lâu không màng thế sự lo lắng không biết trưởng lão các phái trên danh sách là ai với ai liền hướng ba ông lão ở trên chắp tay sau đó đứng dậy đến bên cạnh đồ khoái vươn tay chỉ chỉ danh sách giải thích nói đây là trưởng lão khí vân tông đây là trưởng lão lăng tiêu các đây là nghiêu sư đệ sau khi xác nhận danh sách đồ khoái thở dài một cái sau khi ra hiệu mạc linh tuyết lui về sau thân thể xiên vẹo nghiêng về một bên mở danh sách ra cho trung cốc tử xem sư huynh ngươi xem không sai các phái trên danh sách đều có trưởng lão trong đó đâu có lẽ là một trận hiểu lầm trung cốc tử liếc một cái mà thôi cũng không nhìn kỹ sau đó lại chầm chậm nhắm mắt lại giống như một tòa tượng gỗ không nhúc nhích nhìn thấy phản ứng của trung cốc tử đồ khóa vung tay đẩy danh sách về phía nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo người cũng xem đi Nghiêu hiểu đạo đương nhiên là cầm danh sách tới tay xem kỹ, không xem không biết, vừa xem quả thực có vấn đề, quả thật không chỉ một mình trưởng lão hắn, các môn các phái đều có trưởng lão trong đó. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện một điểm, trưởng lão các phái đi thánh cảnh lần này đều là nhân vật có địa vị khá cao trong trưởng lão các phái. Hắn đã không còn là hắn của trước kia, hắn bây giờ thân là trưởng lão tử kim độc, tình hình trưởng lão các phái đương nhiên là có chút hiểu biết, nếu như ngay cả điều này cũng không biết, vậy há chẳng phải là che mắt toi công lăn lộn hắn có chút khó hiểu thật sự muốn người có cấp bậc trưởng lão tham gia phiêu miếu các ngay từ khi bắt đầu chỉ rõ là được vì sao lại thay đổi thất thường nếu như thật sự là bởi vì bất mãn với danh sách các phái báo lên hắn có lẽ chúng có thể nghe được chút tin tức mới phải ít nhất là để các phải sửa lại đây trực tiếp chỉ định là sao chứ thấy hắn cau mày không lên tiếng đồ khoái mỉm cười nói như hiếu đạo xem ra quả thật là ngươi hiểu lầm trưởng môn bọn họ rồi nghiêu hữu đạo lập tức giải thích không phải là ta hiểu lầm bọn họ trước đây không nói chuyện này cũng không lấy danh sách ra cho ta xem đồ khoái lập tức phê bình cung lâm sách bọn họ đây là do các ngươi không đúng rồi có gì không thể nói rõ trước mặt chứ các ngươi cũng có lỗi hoàn toàn là giọng điệu trưởng lão phê bình vãn bối chẳng giải quyết được gì không chút tác dụng nào nếu như là bình thường ủy khuất chút gì đó trưởng lão phê bình như vậy mấy người cũng chấp nhận nhưng việc này bọn họ không cách nào chấp nhận Mạc Linh Tuyết giờ khóc giờ cười nói với Nghiêu Hữu Đạo, Nghiêu Sư Đệ, ta bọn ta không nói rõ với ngươi sao? Ngươi có cho bọn ta cơ hội nói rõ không? Mới nói được hai câu, liền chửi mắng bọn ta một trận, quay đầu liền chạy, lập tức tới quy miên các, ngay cả thời gian giải thích ngươi cũng không cho chúng ta. như Hữu Đạo quắc mắt nói, Mạc Sư tỷ, ngươi nói rõ xem, đừng có đổi trắng thay đen phải trái, ta chửi mắng các ngươi một trận khi nào? Ta có câu nào mắng các ngươi vậy? làm cho ta giống như ở từ kim động vô pháp vô thiên, ta nói người biết, ta không chịu nổi nỗi oan này, ở ngay trước mặt ba vị thái thượng trưởng lão, thương lượng trực tiếp nói cho rõ ràng, ta có câu nào mắng các ngươi, ngươi chỉ ra cho ta. Mạc Linh Tuyết bị hắn làm cho nghẹn, suy nghĩ kỹ lại những lời nói của Ngưu Hữu Đạo trước đây, tuy là có ý đó, nhưng nếu như mà mắng người dường như thật sự không có. Đám người cung lâm sách nhìn Ngưu Hữu Đạo, trong lòng từng người một âm thầm mắng, người mạnh mẽ vùng vẫy giấy chết gì chứ, mặt đồ khoái trầm xuống nhìn đồ đệ của mình ông ta hiểu lầm rồi lầm tưởng rằng đồ đệ của mình lại ở trước mặt nói dối liếc mắt nhìn phản ứng thờ ơ của trung cốc tử quay đầu lại quát một tiếng với mạc linh tuyết chuyện gì xảy ra không phải thấy sư phụ hiểu lầm mạc linh tuyết vội tranh cãi với nghiêu hữu đạo nói là mắng bọn ta có lẽ hơi quá rồi có điều ngươi có thừa nhận hay không có phải là ngươi không cho bọn ta cơ hội giải thích đôi câu không phải liền chạy có phải là ngươi còn nói ta mặc kệ là bản thân ai làm nếu đã không muốn ta sống dễ chịu, mọi người cũng đừng mong sống dễ chịu, lão tử không đi, muốn xui xẻo mọi người cùng xui xẻo. Nghiêu hiểu đạo, là ta nói lời như vậy, việc ép ta vào chỗ chết các người cũng làm rồi, ta nói đôi câu cũng không được hay sao. Mạc Linh Tuyết khiếp sợ, chỉ vào danh sách trong tay hắn, chứng cứ đã trong tay ngươi, đã chứng minh không phải bọn ta hại ngươi, ngươi còn muốn vu cáo bọn ta ép ngươi vào chỗ chết. Nghiêu hiểu đạo, người dám nói các ngươi không có bất mãn với ta, người dám nói các ngươi không cố ý làm khó dễ chèn ép ta không? Mạc Linh Tuyết tức giận vô cùng, ăn nói hàm hồ, làm khó dễ ngươi khi nào cứ. Nghiêu hiểu đạo, có ảm hay không mọi người rõ ràng trong lòng. Xuân Tín Lương nhắm mắt giống Trung Cốc Tử, thấy sư huynh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào như cũ, đột nhiên lên tiếng quát đủ rồi. Các ngươi đường đường là trưởng lão tử kim độc, giống như lưu manh trợ búa cãi vã không yên, còn thể thống gì. Có tranh chấp bất đồng gì thì đi nghị sự đại điện mà cái đây là chỗ để các ngươi cãi nhau hay sao? Việc này, hai bên đều không đúng, việc này đến đây là ngừng, không được phép tiếp tục cãi. Mặc kệ ai đúng ai sai, ý mỗi người đánh 50 đại bản, sau khi vị này hung hăng tỏ thái độ, Mạc Linh Tuyết và Nghiêu Hiếu Đạo cũng im miệng. Nghiêu Hiếu Đạo có việc cần làm, lại mở danh sách ra, bắt đầu cân nhắc. Trong nội đường tạm thời lâm vào yên tĩnh, Xuân Tín Lương nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng nhìn thân thể méo sạch của Trung Cốc Tử, vui cười hớn hở bên tai Trung Cốc tử nói sư huynh việc này cũng làm rõ rồi người xem dừng lời nói ở đó đợi Trung quốc tử trả lời nhưng Trung quốc tử lại giống như ngủ thiếp đi không nói tiếng nào thái độ này ai cũng đều biết không thể không nghe thấy rõ ràng ý là các ngươi xem mà làm đồ khoái và Xuân Tín Lương nhìn nhau trong lòng lẩm bẩm giống như nhau cậy già lên mặt hết lần này đến lần khác cũng không còn cách nào khác Xuân Tín Lương không thể không ngồi thẳng người ho khan một tiếng nói như hiếu đạo sự việc cũng đã làm rõ rồi, không ai hại ngươi, cũng quay về đi, mọi việc cứ theo quy củ, nên làm như thế nào thì làm, đừng có tiếp tục làm phiền sư phụ ngươi yên tĩnh tu luyện." Nghiêu Hữu đạo dương mắt, "Quay về? Quay về đâu? Ta nói chuyện rõ ràng trước rồi, thánh cảnh lịch luyện gì đó ta sẽ không đi, đánh chết ta cũng không đi, có bản lĩnh các ngươi giết chết ta trước đi." Chương 1395, danh sách có vấn đề. Lời này nghe cũng đủ dọa người, nói đùa đâu, người mà thánh cảnh chỉ định tử kim động dám không đi. Chọc giận thánh cảnh, đến khi đó người xui xẻo không chỉ là một mình như hữu đạo ngươi, người hiện trường rất có khả năng không một ai có thể chạy thoát. Cái khác chính là, có kiểu nói chuyện như thế này với trưởng bối hay sao? Quá hốn sược rồi, vẻ mặt xuân tín lương sầm lại, ông ta lại nhìn nhìn phản ứng của Trung Quốc tử, kết quả vẫn là không nhìn ra có phản ứng gì, giống như đã chết. Đồ khoái cũng nhíu mày một cái, có chút bất mãn. Thái độ của Trung Quốc tử khiến người khác có chút nổi nóng, nhưng mà không còn cách nào, đôi lúc có những tình huống không thể không nhịn, già dặn chính là già dặn, huống hồ là một người dân hiến cả một đời cho môn phái lại sắp chết, ai cũng không tiện nói gì. Cự an canh dư ở cửa vẫn đâm không động, nghe thấy lời này cũng không nhịn được nhìn vào trong một cái, phát hiện phái hiện vị sư thúc hời này thực sự là đủ tùy hứng, ngay cả lời này cũng dám nói, quả thực là cả gan làm loạn. Cung lâm sách chủ yếu giữ yên lặng cuối cùng lên tiếng, trầm giọng nói, như sư đệ, ngươi là đang nói đùa sao như hữu đạo dáng vẻ đương nhiên nói ta không nói đùa cùng lắm thì ta đánh bản thân bị trọng thương làm cho bản thân thật sự không đi nổi làm cho đổi người tiện nghi cho các ngươi các ngươi ai thích thì đi dù sao có đánh chết ta cũng không đi nếu như là đệ tử bình thường của môn phái giám ở ngay tại chỗ nói ra lời này sớm đã cho người ở đó đem xuống xử lý rồi nhưng nghiêu hữu đạo không phải là đệ tử thông thường là trưởng lão một lời không hợp liền đem xuống xử lý cũng không nói được huống hồ cũng không nói ra lời gì quá đại nghịch bất đạo, đều là một số lời nói gần hoặc là nói nhảm. Thân phận địa vị này, có những lúc không tránh khỏi có chút yêu đãi trội hơn người thường, nếu không có lợi ích gì như hiếu đạo cũng sẽ không chạy đến làm trưởng lão này. Huống chi không nê rơ mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Trung Cốc Tử ngồi ở một bên không lên tiếng đó, ai dám một lời không hợp liền đem đồ đệ của Trung Cốc Tử làm thế nào. Nhưng hắn như thế là chơi xấu, mấy vậy trưởng lão không làm nữa, còn muốn đổi người. Mẹ nó ngươi không đi, đến lúc đó há chẳng phải là sẽ rơi xuống đầu bọn ta hay sao này không nói rõ ràng nếu thật muốn đổi người lôi quỷ này biết sẽ đập vào đầu ai trưởng lão nguyên ngạn lên tiếng ngươi hiểu rõ thánh cảnh và phiên miếu các là tình huống gì đến lượt ngươi muốn đi là đi muốn không đi là không đi sao ngươi dám bảo đảm bên phía thánh cảnh sẽ không biết chuyện sao một khi xảy ra chuyện ngươi có biết là sẽ có hậu quả gì không như hữu đạo tùy tiện nói ai làm nấy chịu các ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi, việc này ta nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Bên ô ý ta không phải còn có côn lâm thụ sao, hắn ta làm nô chịu nhục, đột nhiên dưới sự tập kích đánh ta trọng thương, hợp tình hợp lý, sẽ không có chuyện gì. Phó quân nhượng tức giận, ngươi xem bọn ta là đồ trang trí sao? Ngươi cho rằng bọn ta sẽ để ngươi làm loạn sao? Như hữu đạo, cái gì gọi là làm loạn? Việc ở bí cảnh thiên độ các ngươi không phải không biết, biết bao nhiêu người muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta may mắn nhặt được mạng trở về, bây giờ lại muốn để ta đi thánh cảnh gì đó ai cũng không muốn đi lại bảo ta đi các ngươi không phải hại ta thì là gì ai hễ nói một chút tình nghĩa đồng môn đổi người đi gánh vác thì thế nào chứ xuân tín lượng đột nhiên lên tiếng không ai hại ngươi chuyện gì ra chuyện đó sự việc liên can đến trên dưới tông môn há có thể để ngươi tùy tính mà làm nói có chút nặng lời cho dù là trung sư huynh đang ở bên trên thực sự là quá quá đáng rồi nghiêu hữu đạo dù sao ta không đi ta nói rồi đánh chết ta cũng không đi, có bản lĩnh các ngươi cứ giết chết ta là được rồi. Trước khi đi thánh cảnh giết chết người, làm sao ăn nói với bên phía thánh cảnh? Xuân Tín Lương cả giận nói, chẳng lẽ môn quy trong mắt ngươi là để trang trí hay sao, thật sự cho rằng chúng ta không dám xử lý ngươi hay sao? Ngươi có tin là áp ngươi đi thánh cảnh hay không, để thánh cảnh xử lý? Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn phản ứng của Trung Quốc Tử, kết quả vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, khiến người khác có không rõ vị này rốt cuộc là có thái độ gì như hữu đạo xuân sư thúc đây không phải là ta không đặt môn quy vào trong mắt mà là phần danh sách này rõ ràng có vấn đề rõ ràng có người muốn hại ta rõ ràng là trong môn có người dở trò phần danh sách này có thể lừa gạt được người khác nhưng lại không lừa gạt được ta vừa xem liền nhận ra được mánh khóe nếu đã có người không có ý tốt nếu đã có người muốn hại ta chết trái phải đều là một con đường chết vậy ta cũng không cần gì phải khách khí Mọi người đều sửng sốt, danh sách có vấn đề. Danh sách bên phía phiêu miếu các đưa có thể có vấn đề gì chứ? Nhiều lắm thì thái độ của phiêu miếu các khiến người khác nhìn không thấu, danh sách hẳn là sẽ không có vấn đề mới đúng. Đám người cung lâm sách rất không hiểu, đặc biệt là đối phương trực tiếp chỉ ra rõ ràng là trong tông môn có người dở trò. Lời nói này hẳn là sẽ không nói lung tung, đặc biệt là ở nơi như vậy, cũng không nói lung tung nổi, bởi vậy ngay cả cung lâm sách cũng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ là trong quá trình danh sách đến tay ông ta có người dở trò rồi hay sao? Cung lâm sách nhịn không được nhìn xung quanh, vẻ mặt có chút ngờ vực, trong môn nếu như thật sự có người dám dở trò này hại một vị trưởng lão, e là cũng chỉ có những người đang ngồi ở cấp bậc này. Ông ta gặp chuyện ngược lại tỉnh táo, yên lặng theo dõi sự biến đổi. Xuân Tín Lương và Đồ Khoái hơi kinh ngạc, có người dám làm ra loại chuyện này. Đấu đá trong môn đã đến tình trạng này rồi hay sao? Trung Cốc Tử giống như người chết cũng hơi mở mắt, trong khóe mắt hơi lóe qua tinh quang lướt qua thần sắc phản ứng của mọi người, sau đó lại quay về nhắm mắt. Cự an trang nghiêm ở cửa cũng không nhịn được quay đầu kinh ngạc nhìn xem tình huống trong nội đường. Lần giải thích này thật sự là không muốn người khác thay đổi sắc mặt cũng khó, cần biết là danh sách rõ ràng có vấn đề, hơn nữa là liếc mắt liền có thể nhận ra mánh khóe. Sau khi hiện trường hơi lặng yên, đồ khoái trầm giọng nói, danh sách cố vấn đề ở đầu, chỉ ra. Bảo kiếm để ngang ở trên đùi đặt xuống đất, như hiếu đạo bò dậy, đi đến bên cạnh ông ta quỳ xuống, mở danh sách ra cho đồ khoái xem, nói, đồ sư thúc, phần danh sách này ngài xem cho kỹ, nhất định có thể nhận ra mánh khóe, rất dễ nhận ra. Đám người cung lâm sách ngơ ngác nhìn nhau, cũng mang theo nghi ngờ, người nghi ngờ ta, ta nghi ngờ ngươi, đều bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, nếu như thật sự là trong môn có người dở trò, vậy thật sự không phải là chuyện nhỏ, nếu thật là người trong danh sách không khớp, cứ như vậy đưa đi thánh cảnh, thế nào cũng xảy ra chuyện lớn ngay cả xuân tín lương ngồi ở một bên trung cốc tử cũng bỏ dậy nhanh chân đi vòng qua một bên đứng ở sau lưng đồ khoái và nghiêu hữu đạo cúi người mở to mắt tỉ mỉ kiểm tra danh sách không tỉ mỉ không được đây thực sự không phải chuyện nhỏ nếu như trong môn thật sự xuất hiện loại người tạo nghiệp như vậy cấp bậc của người dở cho có thể nghĩ mà biết làm không tốt muốn những thái thượng trưởng lão bọn họ đích thân ra tay xử lý cho dù là đồ đệ của mình bản thân cũng không cách nào bảo vệ chỉ có thể đại nghĩa diệt thân nhưng mà một trước một sau một trên một dưới hai ông lão xem qua xem lại cũng không thể nhận ra chút khuyết điểm nào từ trong danh sách, trang giấy dường nhưng không có gì khác thường, chữ viết hẳn là từ cùng một người, dường như cũng không có vết tích xóa và sửa. chương 1396, ai muốn đi thì cứ đi, ta không đi. Một, liếc mắt liền có thể nhận ra, đồ khoái nhịn không được quay đầu nhìn như hữu đạo, mắt đầy vẻ ngờ vực. Không cách nào, ông ta thật sự không nhìn ra phần danh sách này có vấn đề, cũng có chút nghi ngờ thị lực của mình, chẳng lẽ là góc độ có vấn đề đồ khoái không nhịn được đích thân động tay trực tiếp đem tờ danh sách trong tay như hữu đạo qua đích thân mở ra xem lần nữa xem tới xem lui lật qua lật lại xem cũng không thể nhìn ra vấn đề gì liền đưa chi người ở sau lưng người xem xem xuân tín lương ở đằng sau cuối người nhận danh sách vẻ mặt ngưng trọng đứng thẳng nâng trong tay xem kỹ rốt cuộc tình hình ra sao đám người cung lâm sách ngồi ở đó mở to mắt nhìn phản ứng liên tục di chuyển của mấy người không dám lớn tiếng hít thở, mặc kệ có phải là dở trò rồi hay không, đều có loại cảm giác bị tình nghi chờ đợi tuyên án. Thần sắc ngưng trọng trên mặt Xuân Tín Lương cũng dần dần biến thành vẻ nghi ngờ, đặt tay lên ngực tự hỏi, ông ta cũng không nhìn ra vấn đề gì. Dương mắt nhìn mọi người, ông ta lại cúi người về phía Trung Cốc Tử dâng danh sách lên, sư huynh hay là người dùng trưởng nhãn thử. Trung Cốc Tử ngồi đó không nhúc nhích, vẫn nhắm mắt như tượng gỗ như cũ, không có bất kỳ phản ứng gì. Ông ta không thể không nghe thấy Rõ ràng dáng vẻ vì tỏ ra công bằng không nhúng tay mà tránh nghi ngờ. Ông ta thích quan tâm ai thì quan tâm người đó, nếu như không muốn quan tâm ai, ở tại chỗ ai cũng không còn cách nào khác, ông ta cũng không làm sai bất cứ chuyện gì, trên dưới tử kim động ai dám làm gì ông ta. Không đợi được hồi âm, Xuân Tín Lương đành thu hồi danh sách xem tỉ mỉ lần nữa, thực sự không nhìn ra được gì, chỉ đành thỉnh giáo nghiêu Hiểu Đạo, lão phu mắt phụng về, người nói liếc mắt liền có thể nhìn ra mánh khóe, mánh khóe ở đâu? nghiêu hữu đạo lập tức bò dậy tiến đến bên cạnh ông ta vươn tay chỉ trỏ trên danh sách đồ khoái cũng vội vàng đứng lên thò đầu nhìn về phía nghiêu hữu đạo chỉ trên danh sách nghiêu hữu đạo chỉ trỏ nhắc nhở cái này cái này còn có cái này hai vị sư thúc các người xem đây đều là trưởng lão các phái xuân tín lương ừm một tiếng gật đầu tỏ ý biết đồ khoái khó hiểu hỏi là trưởng lão các phái không vấn đề nhưng cái này có vấn đề gì sao lời này vừa nói ra ngay cả ông ta cũng nghi ngờ quanh quẩn nghiêu hữu đạo kinh ngạc nói chẳng lẽ hai vị sư thúc không biết cái gì biết hay không biết xuân đồ hai người nhìn nhau rốt cuộc là tình huống gì hai người cũng thật không biết hắn đang nói gì đồ khoái tính tình ngay thẳng nhịn không nổi đừng hàm hàm hồ hồ trực tiếp nói rõ rốt cuộc có vấn đề ở đâu nghiêu hữu đạo chỉ chỉ trên danh sách hai vị sư thúc những vị trưởng lão này đều là tinh anh các phái những vị trưởng lão này ở trong trưởng lão các phái cấp bậc đó, đó đều là nhân vật số 1 số 2. Mọi người lại nhìn nhìn xem Tử Kim Động, là ta, vậy mà lại là ta, ta ở Tử Kim Động là vai trò gì mọi người đều biết, làm sao có thể là ta? Ở đây có ai không mạnh hơn ta, phân biệt đối xử như thế nào sửa đổi danh sách cũng không đến lượt ta, lại lựa chọn như thế nào, cũng không thể nào chọn đến ta, thánh cảnh chọn ta mắt mù còn tạm được, đây không khỏi quá kỳ quặc rồi, không vấn đề mới là lạ. Xuân Đồ hai người đều không nói gì, còn tưởng là vấn đề gì, thì ra là chỉ cái này, không nói rõ sớm, hại bọn ta dương mắt nhìn tìm cả buổi trời vấn đề ở đâu. Đám người cung lâm Sách cũng câm lặng, nói mò cái quỷ gì. Có điều nói đi cũng phải nói lại, ở đây cũng thật sự sẽ không ai cảm thấy bản thân không mạnh hơn Nghiêu Hữu Đạo, nghe Nghiêu Hữu Đạo nói như vậy, cũng thật cảm thấy có chút kỳ hoặc, thánh cảnh làm sao lại chọn Nghiêu Hữu Đạo. Nhưng mà không đúng a, à, danh sách không có vấn đề, này không phải là nói mò hay sao? ít ra thì tảng đá trong lòng bọn họ cũng đã rơi xuống trong tông môn không ai hại nghiêu hữu đạo việc này cả nếu không không biết sự việc còn làm lớn đến cỡ nào đoán chừng muốn điều tra cũng rất khó khăn cộng thêm liên quan đến việc tuyển người đến thánh cảnh nếu để chậm trễ thì làm sao bây giờ làm lớn chuyện cũng chẳng phải việc tốt nghiêm lập cảm thấy buồn cười nghiêu hữu đạo ơi nghiêu hữu đạo ai bảo ngươi ngày thường phách lối lần này xem như ngươi phải gánh rồi cũng không biết có phải tâm linh tương thông hay không Nưu Hữu Đạo như có như không liếc mắt nhìn ông ta, lông mày hơi cao lại, hình như hiểu được tâm tư cười trên nỗi đau người khác của Nghiêm Lập. Nghiêm Lập nhìn thấy nụ cười lạnh không dễ gì bị phát giác của nghiêu Hữu Đạo. Dựa theo hiểu biết của ông ta về nghiêu Hữu Đạo và trực giác của mình, trong lòng ông ta không khỏi đánh bộp một cái, mơ hồ có cảm giác không ổn. Hai, Xuân Tín Lương thở dài, cũng không biết là thở dài cái gì. Ông ta quay sang nhìn một loạt người đang ngồi bên dưới, hỏi trưởng môn tình huống trưởng lão các phái tiến về có phải như Ngưu Hữu Đạo đã nói không? Đều là các nhân vật cấp bậc trưởng lão gần trước không? Có một số người ông ta biết, có một số người ông ta không biết. Dù sao ông ta đã lui về ở ẩn khá lâu, rất ít khi hỏi chuyện bên ngoài, đối với tình huống các phái cũng không rõ lắm, vì vậy mới phải hỏi. Cung lâm sách gật đầu, cung kính đáp, như sư đệ không có nói sai, đích thật là tình huống mà hắn đã nói. Chúng ta cũng cảm thấy kỳ lạ, không biết tại sao thánh cảnh lại gọi Ngưu sư đệ đến. Việc này, Ngưu sư đệ nghĩ không ra thì có thể hiểu, nhưng thật chưa nói được trong tông môn có người mưu hại hắn. Đúng vậy, Xuân Tín Lương nhẹ gật đầu, thở dài nói với Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo, chỉ có thể nói là thánh tâm khó dò, không thể nói danh sách có vấn đề, càng không có khả năng nói có người mưu hại ngươi. Ngươi đấy, đừng quá lo lắng, ai nên trở về thì trở về đi, nhưng vẫn là câu nói kia, những gì cần làm đều phải tuân theo môn quy nếu có chuyện không yên lòng, cũng không được tùy ý đến quấy giày sư phụ ngươi đang tính tu. Nói xong, ông ta nhét tờ danh sách trở lại tay Nghiêu Hữu Đạo, phất tay ra hiệu mọi người giải tán. Nghe ý tứ của ông ta, giống như đang nói Nghiêu Hữu Đạo ngươi nãy ngoan ngoãn nghe lời đi, chuyện chạy đến đây làm càn, chúng ta không truy cứu. Quan trọng là, không tiện truy cứu thì làm sao mà truy cứu. Người muốn đưa Nghiêu Hữu Đạo đến thánh cảnh thì sẽ đưa đến thánh cảnh, nhưng nếu được thực hiện theo cách không thành thật như thế, chọc giận tên nhóc đó, hắn không dễ chịu, mọi người cũng đừng hòng tốt hơn. Nếu tất cả gặp phải chuyện không may, vậy thì phiền phức rồi. Còn nữa, trong tay Nưu Hiếu Đạo đang nắm một thế lực lớn, cũng không phải người nào muốn động là có thể động. Làm không tốt, tất sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Trong cuộc chiến giác hồ, thế lực thương hệ đã tập hợp đại quân đối kháng ba đại phái, bản thân ông ta cũng có biết. Nói đi thì phải nói lại, nếu không phải có chút lực lượng, Nưu Hiếu Đạo cũng không dám ở đây nhì nhằng, cũng không dám vì tiện gia nhập tử kim động. Muốn tùy hứng thì cũng phải có quyền có tiền, không phải ai cũng dễ dàng tha thứ cho sự tùy hứng của ngươi cả. Đám người Cung Lâm Sách đứng lên, chắp tay nói, "Thưa vâng." Nghiêu Hữu Đạo làm bộ chấn kinh, xuân sư thúc, tại sao lại không thể nói rõ có người đang hại ta? Người còn nói nữa? Mọi người đều nhìn chằm chằm nghiêu Hữu Đạo, ngay cả Cung Lâm Sách cũng bắt đầu chửi bậy trong lòng. Mẹ nó, người có thể câm miệng được hay không? Nhìn bộ dạng hung hăng càn quấy của nghiêu Hữu Đạo, trong bụng đồ khoái dâng lên một ngọn lửa muốn cho Ngưu Hữu Đạo một bà tai, nhưng vẫn quay sang nhìn Trung Cốc Tử. Có Trung Cốc Tử đè xuống, đồ khoái cũng không dám trắng trợn phát tác, dùng mờ u bàn tay phải vỗ vào lòng bàn tay trái để dần xuống. Ngưu Hữu Đạo, không có chứng cứ thì không được ăn nói lung tung, nhất là chuyện chỉ trích sư huynh đệ đồng môn. chương 1397, ai muốn đi thì cứ đi, ta không đi. 2. Sự việc đã rất rõ ràng. Chúng ta thật sự không biết tại sao thánh cảnh lại điểm tên ngươi từ kim động còn chưa có bản lĩnh thay thánh cảnh quyết định trong tông môn chẳng ai hại ngươi cả Như hữu đạo nói đồ sư thúc mặc kệ nhìn từ góc độ nào tên của ta nằm trên danh sách quả thật rất kỳ quái trong môn phái có người muốn động tay động chân cũng không phải là không thể được ví dụ như khi thánh cảnh gửi danh sách trở lại để tông môn thay đổi tên của một trưởng lão thế là mọi người giấu giếm ta lén lút đề tên của ta lên một đám người hợp lại hãm hại ta là chuyện hoàn toàn có khả năng trong lúc hai mắt đồ khoái đang trợn trừng, Trung Quốc tử đang nhắm mắt tĩnh tọa đột nhiên cất giọng già nua, người không phải người ngoài, cũng đều là đồng môn sư huynh đệ. Nơi này chẳng có ai có lý do hãm hại ngươi cả. Khi nói, ông ta vẫn không mở mắt, nói xong lại im lặng không động đậy. Lời nói của ông ta rất có hương vị một lời định càn khôn, nhanh chóng ép xuống lửa giận đang chuẩn bị bạo phát của đồ khoái. Nghiêu hữu đạo sướng sờ, cuối cùng vẫn cung kính lên tiếng, vâng. Hắn biết rõ, nếu không nhờ có người này đang ngồi ở đây đám người kia sẽ không cho phép hắn hung hăng cản quấy như thế hắn cũng biết nếu không có chứng cứ thiết thực ông ấy cũng có chỗ khó xử không dễ gì giúp hắn nói chuyện im lặng xét theo một mức độ nào đó chính là sự ủng hộ lớn nhất đối với hắn mọi người im lặng một chút sau đó cung lâm sách lên tiếng sư đệ trung lão nói rất đúng chúng ta đều là sư huynh đệ đồng môn không ai hồi nhau hãm hại ngươi cả chuyện danh sách đích thật vượt qua dự kiến của chúng ta thánh cảnh cũng không gửi danh sách cho chúng ta, làm sao chúng ta có thể động tay động chân được chứ? Danh sách là phiêu miểu các trực tiếp gửi đến, chúng ta chẳng có chỗ trống để sửa, việc này ngươi có thể nghiệm chứng lại. Nhiều hữu đạo vẫn cắn chết không bỏ, mấy năm qua, ta đã kinh qua quá nhiều sóng gió. Ta không phải kẻ ngu, việc này nhất định có vấn đề. Đồ khoái nói, ngươi nói có vấn đề, vậy vấn đề nằm ở chỗ nào? Ngươi có gì chứng minh là nó có vấn đề? Chỉ dựa vào suy đoán của ngươi. Nghiêu hữu đạo đưa tay chỉ nghiêm lập, việc này phải hỏi nghiêm sư huynh. Ta, nghiêm lập kinh ngạc, thấy mọi người nhìn mình chầm chầm, ông ta vội nói, nghiêu hữu đạo, người đừng có nói hưu nói vượt, chuyện gì liên quan đến ta chứ. Ông ta bị nghiêu hữu đạo đập một cái chờ tay không kịp. Nghiêu hữu đạo nói một cách rành giọt, cách đây không lâu, huynh đã từng cảnh cáo ta, bảo ta nên sống cho thành thật ở đây, nếu không sẽ khiến ta không đẹp mắt. Lúc đó ta không nể mặt huynh, kết quả không bao lâu thì xảy ra chuyện này. Quả là ứng nghiệm lời huynh nói, cộng thêm chỉ có một mình tên ta nằm trên danh sách, nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Nói không ai hại ta, ta không tin, nghiêm lập á khẩu không trả lời được, người người nhớ lại tranh chấp lúc trước của ông ta. Lúc đó, trong cơn nóng giận, hình như ông ta có nói mấy lời đó. Mọi người đều nhìn nghiêm lập, nhất là hai người xuân đồ, lại càng cao mày chặt hơn. Nếu thật sự như thế, chẳng trách nghiêu hữu đạo luôn cảm thấy có người muốn hại hắn. Lấy lại tinh thần, nghiêm lập liền kịp phản ứng rốt cuộc ý thức được nụ cười quỷ quyệt của nghiêu hữu đạo là có ý gì trước đó ông ta đã mơ hồ cảm thấy không ổn thì ra là nghiêu hữu đạo đang đào sẵn cái hố cho ông ta lúc trước nghiêu hữu đạo không muốn tìm ông ta đơn đấu sao bây giờ ông ta thật muốn đơn đấu với hắn hận không thể đâm cho hắn một vạn đao nghiêm lập nổi giận nghiêu hữu đạo người đừng có mà ăn nói bừa bãi ở đây nghiêu hữu đạo tranh luận kịch liệt ta ăn nói bừa bãi lúc đó ta đã muốn kéo huynh đến quy miên các để phân rõ phải trái là trưởng môn ra mặt ngăn cản trưởng môn cũng tận mắt nhìn thấy huynh còn chống chế mọi người quay sang nhìn cung lâm sách xuân tín lương trầm giọng nói trưởng môn nghiêm lập đã thật sự nói như vậy sao cung lâm sách đáp nếu nói là chuyện tranh chấp thời gian trước ta đích thật tận mắt nhìn thấy hai người này tranh chấp nhưng khi ta chạy đến ngăn cản cũng không nghe được hai người nói cái gì cho nên ta không thể làm chứng bậy bạ được thật sự là ông ta không nghe được nhưng về sau nghiêm lập có thuật lại cho ông ta nghe, cho nên ông ta cũng biết được đại khái nghiêm lập đã nói cái gì, chỉ là bây giờ ông ta không thừa nhận mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, nghiêm lập là sư đệ cùng một sư phụ với ông ta, là người của ông ta. Hiện tại, nhiều hiếu đạo chưa đưa ra được chứng cứ, ông ta đương nhiên là phải giúp người của mình rồi. Nếu có cơ hội mà ngay cả người của mình cũng không giữ được, ông ta không cần làm tiếp chức trưởng môn này nữa. Xuân Tín Lương lại hỏi, nghiêm lập, người hãy thành thật khai báo, người có từng nói qua như vậy không? Nhiêm lập có cảm giác hết đường chối cãi, hận lúc đó mình nhất thời xúc động, ăn nói không giữ mồm giữ miệng, nhưng chuyện đó với chuyện này liên quan gì nhau chứ? Ông ta phát hiện nhiều hữu đạo quá xảo trá, ngay cả việc này cũng lôi ông ta xuống nước được. Nếu thật sự như vậy, về sau hắn muốn hung hăng cản quấy với ông ta, ông ta có miệng cũng không đáp lại được. Cũng may mà trưởng môn sư huynh đã giải vây giúp ông ta, ông ta vội vàng phủ nhận, không, ta tuyệt đối không có nói như vậy làm sao mà thừa nhận cơ chứ như hữu đạo không có chứng cứ ông ta chắc chắn sẽ không thừa nhận nếu không liên quan đến chuyện danh sách thánh cảnh chỉ là đấu võ mồm đôi ba câu bảo ông ta nhận ông ta sẽ nhận bây giờ không thể nào thừa nhận được nếu không việc này thật sự không giải quyết rõ ràng được như hữu đạo chật chật cười lạnh nói được quả nhiên là tiểu nhân muốn che giấu lương tâm thì chuyện gì cũng có thể nói được sau đó liếc mắt nhìn cung lâm sách nghiêm lập cả giận như hữu đạo hãm hại người ta thì phải có chứng cứ, chứ không phải ngươi muốn nói sao thì nói. Như Hữu đạo nói, nghiêm trưởng lão, xem như hôm nay huynh lợi hại, ta đã biết con người của huynh như thế nào. Nói ra giống như đánh rắm, về sau ta không tin mấy chuyện ma quỷ của huynh nữa. Nghiêm lập, huynh nói huynh chưa từng nói qua mấy lời đó, huynh có dám thể độc trước mặt mọi người, nếu huynh nói dối sẽ chết không yên lành không? Nghiêm lập không nói hai lời, thể độc ngay tại chỗ ta thề, nếu chuyện danh sách liên quan đến ta, nếu ta dở trò, ắt sẽ bị trời phạt tu vi mất hết chết không yên lành nghiêu hữu đạo cảm thấy buồn cười nhịn không được vui vẻ hẳn lên hắn phát hiện nghiêm lập không phải dạng ăn chay bảo thể độc liền lập tức thay đổi nội dung thể độc rũ sạch trách nhiệm cho mình sau một giây vui vẻ hắn nói ngài tưởng ta là đứa trẻ ba tuổi đủ rồi xuân tín lương quát một tiếng ông ta đã nhìn ra nếu còn kéo tiếp mọi chuyện sẽ trở nên không rõ ràng chẳng những không giải quyết được ngược lại còn bị nghiêu hữu đạo cãi lý sẽ còn phiền phức hơn. Danh sách thánh cảnh đã định, như hữu đạo không muốn đi cũng phải đi. Điều này không thể thay đổi được, ngay cả Trung Sư Huynh cũng không nói được cái gì. Ông ta chỉ vào như hữu đạo, nói ta không quan tâm chuyện gì xảy ra. Ngươi có chứng cứ chứng minh gì hoài nghi của ngươi không? Như hữu đạo nói tiểu nhân làm việc, tất nhiên là phải kín rồi. Chuyện đột nhiên xảy ra, ngay lập tức ta không thể tìm được chứng cứ, xin Xuân Sư Thúc cho ta được điều tra. Ngỗng qua để tiếng, nước qua để ngấn, tất sẽ có dấu vết để lại. Hãy cho ta thời gian, ta nhất định sẽ điều tra ra được. Xuân Tín Lương không muốn kéo dài chuyện này với hắn, người muốn điều tra thì cứ điều tra, còn danh sách thánh cảnh thì không thể nghịch lại. Trước khi chưa có chứng cứ xác thực, hết thảy đều chấp hành theo danh sách thánh cảnh. Có lời này, tất cả mọi người đều chấp nhận, nghiêm lập âm thầm cười lạnh nhìn như hữu đạo, chương 1398, không thẹn với lương tâm là được. Ai ngờ nghiêu hữu đạo lại không nghe, vẫn khư khư cố chấp, thánh cảnh, ai muốn đi thì cứ đi, ta không đi. Ta còn chuyện lớn cần làm ở đây, trước khi việc còn chưa làm xong, ta không thể nào đến thánh cảnh. Công nhiên kháng cự quyết định của môn phái, Xuân Tín Lương không nhịn được, cả giận nói còn chuyện gì có thể lớn hơn chuyện trước mắt chứ. Như hữu đạo thuận miệng đáp một câu, ta đã hạ lệnh cho người của Nam Châu Tiến đánh nước tống. Hắn vừa nói xong, tất cả đều giật mình, ngay cả Trung Quốc tử đang giống như người chết cũng phải động đậy gương mặt trò đùa này chơi lớn thật, cung lâm sách vội la lên, như sư đệ, người đang nói đùa à? Đang yên đang lành, tiến đánh nước tống làm gì? Ngươi không thể nói điểm nào khác sao? Như hữu đạo quay sang nhìn ông ta, nói, không phải trò đùa. Trưởng môn có thể đi tìm đám người thương triều tông để xác minh. Ta đã ra lệnh cho bọn họ, đoán chừng bây giờ bọn họ đang tiến hành chuẩn bị. Chỉ cần xác minh thật giả, là biết ta có phải nói đùa hay không. Cung lâm sách vẫn không tin, chuyện lớn như vậy, vì sao ta một chút phong thanh cũng không nghe thấy. Người thân là trưởng lão tử kim động, vì sao không báo lên. Như hữu đạo nói, tại sao trưởng môn lại không nghe thấy phong thanh chứ? Chẳng lẽ trưởng môn không nghe tin hoàng hậu nước tống bị phế sao? Cung lâm sách nổi giận, hoàng hậu nước tống bị phế thì có liên quan gì đến ngươi, cần chi ngươi phải quan tâm chứ? Ta, nói còn chưa dứt lời, dường như ông ta đã nhớ ra điều gì đó. Quả nhiên, như hữu đạo đã bổ sung suy nghĩ của ông ta, Hoàng hậu Huệ Thanh Bình của nước Tống là đại tỷ kết bái của ta. Ta nhận được tin tức, Ngô Công Lĩnh vốn muốn giết tỷ ấy, nhưng lại không muốn nhận cái danh thí huynh giết vợ, cho nên tạm thời phế chuất và nhốt lại. Đợi tai tiếng qua đi, Huệ Thanh Bình nhất định sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn bên trong nhà giam, ta không thể thấy chết mà không cứu được. Mạc Linh Tuyết lạnh lùng nói, bớt nói hưu nói vượn ở đây đi. Chuyện kết bái của các ngươi như thế nào, ở đây ai cũng biết, hoàn toàn chẳng có chút tình nghĩa nào để nói. Người vì bà ta mà hưng binh công tống, ai mà tin? Nghiêu hiểu đạo nói, tin hay không, tùy các người suy nghĩ. Nếu các người không tin, vậy ta xin nói ở đây, chỉ cần có thể cứu Huệ Thanh Bình, ta sẽ đi thánh cảnh. Nói đến đây, hắn rốt cuộc đã nói ra mục đích của mình. Thật ra, khi ở Đại Điện Nghị Sự, sau khi nghe tên của hắn nằm trong danh sách, hắn biết mình khó mà thoát khỏi kiếp nạn này. Nếu đi thì còn có hy vọng sống, cũng không nguy hiểm như mọi người đã nghĩ. Dù sao, ngay cả lịch luyện là làm gì cũng không biết hậu quả của việc không đi đoán chừng cũng không ai dám nếm thử đạo lý giữa hai cái hại chọn lấy cái nhẹ hơn thì ai cũng hiểu vừa nãy cái gọi là làm bị thương mình thay người khác cũng chỉ là làm màu với người của tử kim động mà thôi thuyết pháp bỏ mình cứu người của hắn khiến cho toàn trường hơi yên tĩnh một chút nhưng mọi người vẫn cho rằng hắn đang tìm cớ kết bái cái quỷ gì chứ nói trắng ra là hắn đang tìm cách tránh né đi thánh cảnh cung lâm sách nói cái này không phải nói muốn cứu là có thể cứu chẳng lẽ người cứu không được thì một mực chống chế không đi thánh cảnh sao như hữu đạo đáp không khó nghe như trưởng môn đã nói như vậy chỉ cần ta có đủ điều kiện ta nhất định nắm chắc cứu được người trước khi xuất phát đi thánh cảnh sao có chuyện hắn nói cái gì thì chính là cái đó cung lâm sách nghiêm mặt nói nếu cứu không được thì sao như hữu đạo không chút do dự đáp trưởng môn nhất định phải nói như vậy ta cũng không còn cách giải thích nào nữa chi bằng chỉ cần tông môn đồng ý trợ giúp cho ta, mặc kệ có cứu ra được hay không, ta cũng sẽ thành thật đến thánh cảnh, không một câu oán hận. trước mặt sư tôn còn có hai vị sư thúc làm chứng, đệ tử tuyệt không đổi ý cũng không chống chế. mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, hai người xuân đầu nhìn nhau, cả hai tức giận chuyện này là bởi vì tự dưng lại bị vướng vào mà chẳng có lý do. hai người cùng nhau nhìn về phía trung cốc tử vẫn đang ngồi xếp bằng, nhưng chỉ thấy dáng vẻ thờ ơ của ông ta mà thôi. Cung lâm sách hỏi, người muốn tông môn giúp người như thế nào? Nghiêu Hữu đạo nói, ta hy vọng tông môn có thể điều động tất cả người do tông môn quản lý phối hợp hành động, nhất là kiều trưởng lão phải đích thân chấn giữ bột hải châu. Bột hải châu giao với nước tống, là khu vực có thể dùng võ để uy hiếp, không thể thiếu được. Nghe qua Nghiêu Hữu đạo muốn mở chiến trận lớn như vậy, cung lâm sách bác bỏ, không được, cũng không có khả năng. Hoàng hậu nước tống là cái thá gì chứ? Tông môn không thể vì một người như vậy mà điều động đại quân chinh chiến chém giết, cũng không thể nào đem tính mạng của rất nhiều tướng sĩ để đổi lấy một người đàn bà như thế. Người có nghĩ đến, tiêu giao cung và linh kiếm sơn cũng sẽ không đồng ý không? Người Nam Châu của ngươi muốn vượt qua địa bàn của bọn họ đánh tới nước Tống cũng không dễ dàng như vậy. Quan hệ giữa ngươi và triều đình như thế nào, bản thân ngươi cũng biết. Muốn dựa vào người của bột Hải Châu để phân cao thấp với nước Tống là không thực tế. Cho dù người Nam Châu có thể đánh đến khu vực bờ sông Đông Vực, khi đó đã là lúc nào rồi chuyện lịch luyện ở thánh cảnh đã sớm quá hạn, chúng ta có thể đợi được ngươi cứu người ra, chẳng lẽ thánh cảnh cũng đợi được sao? Nghiêm lập nói, trưởng môn nói rất có lý, việc này không thể làm. Nghiêu hữu đạo chỉ nghiêm lập, quát tiểu nhân, ngươi nói cái gì, nghiêm lập trừng mắt, nghiêu hữu đạo cũng chẳng thèm quan tâm, tiếp tục nói với cung lâm sách, trưởng môn hiểu lầm ý của ta rồi. Để cứu đại tỷ kết bái của ta mà dẫn đến sinh linh đồ thán, đây không phải là điều mà ta hy vọng nhìn thấy. Ta còn chưa đến mức hồ đồ như thế cũng không phải ta muốn tấn công nước tống thật sự, mà chỉ muốn tạo áp lực cho nước tống mà thôi, làm ra những hành động mang tính uy hiếp, bức nước tống thả người. Nếu nước tống chết sống không thả, huynh đệ kết bái là ta xem như đã tận lực. Hai bên nói chuyện với nhau, từ kim động hiểu ý của hắn, tranh cãi tiến về thánh cảnh ngược lại trở thành cái tiếp theo. Sự việc đã được giải quyết rõ ràng, hai vị gia lão và đám người cung lâm sách rời đi, như hiếu đạo ở lại quy miên các, quy trước mặt trung cốc tử, dập đầu tạ ơn sư tôn đã tương trợ. Trung Cốc Tử chậm rãi mở mắt, hỏi, không tiếc huy động nhân lực, giao tình giữa ngươi và Hoàng hậu nước Tống rất sâu sao. Nghiêu Hữu đạo đáp, giao tình không sâu, nhưng dù sao cũng là đại tỷ kết bái, đệ tử không thể thấy chết không cứu. Trung Cốc Tử hỏi tiếp, vì hư danh, đáng giá không? Nghiêu Hữu đạo đáp, giang hồ tẩu mã, mưa gió nhiều năm như vậy, đệ tử đã sớm không phân biệt rõ mình là trắng hay đen, duy chỉ có nghĩa khí là thiên thu, người khác thấy thế nào không quan trọng, Người có thể cứu ra được hay không cũng không quan trọng, cứ tận lực, không thẹn với lương tâm là được. Trung Cốc Tử chậm rãi nhắm mắt lại, thánh cảnh, người hãy tự cầu phúc đi. Ngô ý, ta không giúp được người điều gì. Vâng, Nghiêu Hữu Đạo dập đầu lần nữa, sau đó đứng dậy. Lúc bước ra ngoài, cự an hạ thấp người, sư thúc đi thong thả. Nghiêu Hiểu Đạo ừng một tiếng, còn chưa đi được bao xa, hắn nghe được tiếng đóng cửa. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cự an đang tự tay đóng cánh cửa quy miên các, sau đó lại tiếp tục tiến lên. Quản Phương Nhi đã sớm chờ ở bậc thang, thấy hắn bước đến, bà ta vội hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Nghiêu Hữu đạo cười ha hả, cũng chẳng phải chuyện gì tốt. Trên danh sách thánh cảnh, trong số ba người tử kim động có ta. Mẹ nó, trước đó ngàn phòng vạn phòng, sợ mình bị gọi đi, kết quả sợ cái gì gặp ngay cái đó. Bây giờ xem ra, chuẩn bị trước đó đúng là đã có đất dụng võ. Khóe môi hắn nhếch lên, ý vị tự diễu rất đậm chương 1399, Mông Sơn Minh Đích Thân đến một Sao, Quản Phương nghi giật mình, chuyện gì xảy ra thế? Trở lại đại điện nghị sự, một đám người bắt đầu dựa vào tiểu sử tóm lược của Ngưu Hữu Đạo mà thương lượng bố trí, sau đó tản đi, chấp hành việc của riêng mình. Nghiêm lập cũng không vội đi, đến bên cạnh cung lâm sách, sư huynh, tên Ngưu Hữu Đạo kia quá phách lối rồi. Cung lâm sách liếc xéo, người muốn nói cái gì? Nghiêm lập nói, hắn đã nói, mặc kệ người có cứu ra được hay không, hắn cũng sẽ đến thánh cảnh, còn chúng ta đã tham dự, muốn để cho hắn không cứu người ra được cũng rất đơn giản, chỉ cần tạo cho ngô công lĩnh một chút lòng tin, nhiều hiếu đạo sẽ không cách nào thành công. cung lâm sách chắp tay sau lưng, quay người đối mặt, hỏi người còn muốn làm gì? a, à, nghiêm lập lúng túng nói, sư huynh, đệ không có ý gì khác, chẳng qua chỉ cảm thấy tử kim động sao có thể để cho hắn muốn thế nào được thế đó như vậy. chúng ta nên cho hắn biết thế nào là lễ độ, cho hắn một bài học cũng là chuyện tốt tránh cho hắn không coi ai ra gì. Cung lâm sách lắc đầu thở dài, sư đệ ơi sư đệ, người đang nghĩ gì thế? Ta nhớ ta đã nói với người rất nhiều lần, chuyện mà Ngưu Hữu Đạo làm, tất cả đều phải tăng cường đề phòng và cẩn thận. Ta hỏi ngươi, quan hệ giữa Ngưu Hữu Đạo và Huệ Thanh Bình sâu sắc đến mức đó sao? Vì một Huệ Thanh Bình mà làm ra động tính cứu người lớn như vậy, đáng giá à? Nghiêm lập sửng sốt, chợt phút dâu, đúng là hơi kỳ lạ. Cung lâm sách nói, Huệ Thanh Bình bị phế cũng không phải ngày một ngày hai, sớm không đề cập đến, muộn không đề cập đến, trong lúc chúng ta nói đến chuyện danh sách lại đề cập đến chuyện cứu người, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ đây là cái bẫy mà hắn tạo ra à, mục đích là để tránh việc đến thánh cảnh. Nếu hắn có mưu đồ này, tất nhiên đã chuẩn bị từ trước. Còn ngươi muốn làm như thế, chẳng phải phù hợp với mong muốn của hắn sao? Lời này đúng là oan uổng cho Ngưu Hữu đạo mà. Nghiêu hữu đạo ngược lại đã sớm muốn lên tiếng nhờ tử kim động hỗ trợ cứu người, nhưng vẫn còn đang suy nghĩ làm sao mà mở miệng đây. Bởi vì nghiêu hữu đạo biết tử kim động không có khả năng đáp ứng chuyện này. Đúng lúc chuyện thánh cảnh rơi xuống đầu, hắn chỉ thuận thế mà làm thôi. Nghiêm lập do dự một chút liền nói, nếu hắn không muốn đi, chúng ta có tránh cũng vô dụng. Để sợ hắn sẽ còn gây ra chuyện gì khác, cung lâm sách nói, nhưng chúng ta cũng không thể chủ động nhảy xuống hố được bị hắn nắm hai tay kéo đến quy miên các giày vò một hồi, chơi vui lắm sao. Sư đệ, đừng làm loạn nữa, ân oán cá nhân trước để sang một bên, để cho hắn thành thật tiến vào thánh cảnh rồi nói tiếp. Đây là chuyện lớn trước mắt, còn nữa, người quên vì sao chúng ta lại bảo hắn đến đại điện nghị sự không? Nghe đến đây, nghiêm lập chợt im lặng, cung lâm sách thở dài, trong danh sách, hắn đại diện cho trưởng lão tử kim động. Sau khi đến thánh cảnh, người của tử kim động phải chịu sự chỉ huy của hắn. Các phái trước mắt đều như thế, cũng không biết thánh cảnh muốn làm gì. Tên kia vẫn có chút năng lực, khả năng ứng biến rất cao. Người cũng đã lĩnh giáo thủ đoạn của hắn ở bí cảnh thiên đô rồi mà. Vạn nhất đọ sức bên trong thánh cảnh, dù sao hắn cũng là người của tử kim động ta, trước mắt còn phải phụ thuộc vào tử kim động để đặt chân, nhất định sẽ phải đứng về phía chúng ta. Chúng ta tìm hắn thương lượng cũng không cân nhắc chuyện hắn có đi hay không, mà là muốn hắn khi gặp chuyện thì ra sức giúp đỡ tử kim động, không để chúng ta phải ăn thiệt nếu không, xảy ra chuyện bên trong thánh cảnh, tử kim động chúng ta cũng không chịu nổi đâu. Bây giờ ngươi nghĩ như thế nào? Muốn báo thù rửa hận, là lúc này sao? Ngươi có nhìn ra chỗ nặng nhẹ của đại cục hay không? Mặc dù trong lòng nghiêm lập vẫn cho rằng như vậy thì không khỏi tiện nghi cho nghiêu hữu đạo quá, nhưng có bất mãn gì thì cũng tạm thời nhịn xuống, chắp tay nói, sư huynh nói rất đúng, là đệ hồ đồ rồi. Phủ thành Nam Châu, giáo trường bên trong quân doanh, là Đại An lấy một địch người, cầm mộc thương trong tay chống cự 10 người, người vây công, tiến hành huấn luyện thực chiến. Dưới lều vải ngoài sân, Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn quan sát, lộ tranh người mặc chiến giáp vịn xe lăn đứng đằng sau. Nghe được động tĩnh lạ thường, lộ tranh đưa mắt nhìn qua, thấy thương Triều Tông và Lam Nhược Đình đang cùng nhau bước đến, lập tức cúi người nói bên tai Mông Sơn Minh, Mông Soái, Vương Gia và Lam Tiên Sinh đến rồi. Mông Sơn Minh quay đầu, nhìn thấy người đến, lập tức chắp tay, Vương Gia. Thương Triều Tông đứng bên cạnh xe lăn, quan sát hành động trong giáo trường, chỉ thấy là Đại An tay cầm một thương đánh ngã một người, ngoài sân lập tức có người nhào vào, duy trì trạng thái 10 người vây công. Quan sát một lát, Thương Triều Tông cười nói, thương pháp của Đại An càng lúc càng tốt, rất có phong thái của mông soái Mông Sơn Minh nói, vương gia quá khen, vương gia đến đây có chuyện gì không? Lam Nhược Đình đáp, mông soái đạo gia hồi âm, nói ngài ấy đã lo liệu xong bên tử kim động. Bột Hải Châu cũng không thành vấn đề, sẽ dốc toàn lực phối hợp với bên này, bảo chúng ta phải làm mọi việc cho thỏa đáng. Đạo gia nói, ngài ấy mặc kệ quá trình, chỉ nhìn kết quả. Tử Kim Động có thể đồng ý chuyện này sao? Mông Sơn Minh nhiều ít cũng hơi kinh ngạc, nhịn không được mà tặc lưỡi tán thưởng, đạo gia không hổ là đạo gia. Nhìn một đốm đã có thể nhìn thấy toàn bộ con báo, xét từ góc độ nào đó mà nói, như hiểu đạo không hề yếu thế ở tử Kim Động, khiến bọn họ không khỏi cao hứng. Thương Triều Tông nói, đúng vậy, nhìn ra được đạo gia rất xem trọng việc này chúng ta nhất định phải làm cho chu toàn không phụ lòng nhờ vả của đạo gia mông sơn minh vuốt sâu gật đầu hơi suy thư một chút rồi nói như vậy đi để ta đích thân đến bột hải châu một chuyến điều binh khiển tướng cho tiền tuyến ở bột hải châu thương triều tông và lam nhược đình nhìn nhau thiên vi phủ nước vệ thái úy nam nhân ngọc và Ngựa sử đại phu kim lệnh tán cùng nhau bước vào tự có người dẫn cả hai đến gặp huyền vi hai người ngồi chờ trong lầu cắt một hồi huyền vi mới bước vào ngoại trừ tây môn tình không hộ tống Cả ba đều không mang theo người khác, bởi vì bọn họ đang có chuyện quan trọng cần thương lượng. Sau khi chào hỏi khách sáo vài câu, ba người phân chủ thứ ngồi xuống. Tướng công cho gọi, không biết có chuyện gì, nam nhân Ngọc đặt câu hỏi, Huyền Vi đáp, nghe nói Kim đại nhân đang thương lượng với người ta một việc, muốn quản lý nghiêm ngặt việc vận chuyển lương thực bên trong cảnh nội đến nước Tần. Kim lệnh tán nói, đúng vậy, nhưng chuyện này cũng có nguyên nhân của nó. Nước Tần mới lập, cần rất nhiều tiền tài, cho nên mới sản xuất rượu quy mô của ngành sản xuất rượu không ngừng được phóng đại, nhờ đó mà thu lợi tương đối khá. Nam Châu nước Yến đã ngừng sản xuất rượu, ta hoài nghi lúc trước hiểu nguyệt các khởi binh phối hợp với Nhiêu Hữu Đạo, có phải đã dùng việc cất rượu này để làm trao đổi hay không? Huyền Vi nói, việc này có liên quan gì đến việc chuẩn bị của ngươi? Kim Lệnh Tán nói, trải qua quan sát, rõ ràng đã có thể nhìn ra, nước tần sản xuất rượu cần rất nhiều lương thực, mà nước tần gặp chiến hỏa, lại vừa mới lập, căn bản không có nhiều lương thực như vậy bởi vì nước tần tiếp giáp với nước ta mà chúng ta thì lại thừa lương thực vì thế bọn họ đã công khai mua lương thực từ cảnh nội của chúng ta nước ta làm sao có thể để cho tài lực của nước tần cường thế và lớn mạnh được tất nhiên là phải hạn chế và cắt đứt làm như vậy chính là để phòng có người lén lút bán lương thực đồng thời cần quân đội phối hợp khống chế biên cảnh có gì ta sẽ ghi lại kỹ càng điều lệ hiệp thương với quân đội sau huyền vi nói việc này coi như thôi đi đừng nhắc lại Kim lệnh tán kinh ngạc, chẳng lẽ tướng công còn muốn ngồi nhìn nước tần tích chữ tài lực, phát triển an toàn sao? chương 1400, Mông Sơn Minh Đích Thân đến 2. Huyền Vi nói, chuyện nước tần sản xuất rượu, ta đã nắm được tình huống cặn kẽ. Việc thu lợi đúng là rất lớn, là bạo lợi, nhưng ta có sắp xếp của ta. Bên phía nước tần, các người không cần quá lo lắng. Ta đã nắm trong tay tình huống liên quan đến việc cung cấp lương thực, ta tự có phân tắc. Nghe nàng nói xong, Kim Lệnh Tán và Nam Nhân Ngọc nhìn nhau cười. Ngay cả vụ phủ chuyên cung cấp tin tình báo còn chưa nắm rõ việc này, Huyền Vi lại nói nàng ta nắm mọi chuyện rất rõ trong tay, điều này là có ý gì. Trước đó hai người cho rằng Huyền Vi đã đem tổ chức tình báo vụ phủ giao hết cho bệ hạ, bây giờ xem ra hình như không phải như vậy. Nói một cách khác, hai người cảm thấy năng lực của vị hoàng đế Huyền Thừa Thiên kia không đủ để gánh trách nhiệm nước vệ. Huyền Thừa Thiên cầm quyền toàn diện đã khiến hao người không vui cả hai vẫn hy vọng huyền vi có thể nắm lấy từ lời nói vừa rồi của huyền vi hai người cho rằng những gì mình thấy chỉ là lớp bên ngoài huyền vi vẫn chưa chân chính giao ra vụ phủ phụ nữ thì thường rất nhạy cảm huyền vi từ phản ứng của hai người nhìn ra được vấn đề bên trong vội giải thích hai vị đừng hiểu lầm nước tần mới lập tất sẽ có những hành động sản xuất ta không yên tâm cho lắm trước khi giao vụ phủ cho bệ hạ ta đã đặc biệt bí mật sắp xếp một nhóm người xâm nhập vào những phương diện có liên quan của nước Tần, phụ trách việc này. Cũng may mà nước Tần mới lập, những phòng bị có liên quan chưa đủ hoàn thiện, tạo chỗ trống cho người của ta chui vào. Đợi mọi việc ổn định, ta sẽ bàn giao lại cho bệ hạ, không phải như các người đã nghĩ. Hai người im lặng, trong lòng chìm xuống, Kim Lệnh tán nhịn không được khuyên một câu, tướng công, có một số việc ngài nên nghĩ lại. Huyền Vi khoát tay, không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Thật ra nàng cũng hơi lo lắng, nhưng nàng đã đồng ý với Tây Môn Tình Không, muốn buông bỏ mọi thứ, đồng thời cũng đã hạ quyết tâm thoát thân. Quyền lực trên tay sớm muộn gì cũng phải giao ra, chỉ bằng giao sớm. Một là có thể giúp cho hoàng đế quen thuộc với tình huống sớm hơn, nàng cũng có thể rút ngắn đoạn đường hỗ trợ. Hai là không muốn quyến luyến quyền thế, khiến đệ đệ hiểu lầm. Lần trước, hoàng đế giải trừ binh quyền của Nam Nhân Ngọc, nàng đã ngăn lại, sau đó mơ hồ nhận ra Nàng làm như vậy đã khiến hoàng đế đệ đệ có chỗ bất mãn. Huyền Vi quay lại chủ đề lúc trước, vẫn là câu nói kia, các người tạm thời gác lại chuyện chuẩn bị, cũng đừng nhắc lại chuyện này. Trước khi gây ra phong thanh thì dừng lại hết đi. Nam nhân Ngọc và Kim Lệnh Tán bất đắc dĩ nhìn nhau. Kim Lệnh Tán nói, tướng công làm như vậy, ta có thể hỏi một câu là vì sao không? Tình huống mà ta nắm giữ chính là thu lợi quá nhiều, lòng người dễ sinh ra tham lam. Sự việc sẽ phát triển đến mức nước tần khó mà thu tay lại. Huyền Vi nói xong liền đứng dậy dưới sự chú ý của hai người nàng nói tiếp các người nhớ kỹ không chế giá lương thực bên trong cảnh nội nước vệ không được vì nước tần đang thu mua trắng trợn mà tăng giá cần phải quản lý nghiêm ngặt nếu có người kháng mệnh dùng tội danh nhiễu loạn dân sinh để giết mục đích của ta chỉ có một chính là để người trên dưới nước tần biết được cái giá mà người trồng lương thực bỏ ra không bằng người đi mua lương thực nam nhân Ngọc và Kim lệnh tán đều ngẩn ra dường như hiểu ý đồ của nàng Huyền Vi chợt dừng bước quay người chắp tay sau lưng nhìn hai người khí thế đoạt người trong loạn thế này tiền lúc hữu dụng mới là tiền khi không cần nó chỉ là sắt vụn ta không quan tâm nước tần phát triển bao lớn ý của ta các người rõ chưa tây môn tinh không bên cạnh hơi mỉm cười huyền vi mỗi lúc như thế này khí thế và phong độ rất khác hai người nam kim đứng lên cùng chắp tay cười nói vâng không có chuyện gì khác hai người rời khỏi lầu các lúc bước ra ngoài kim lệnh tán nhịn không được cảm khái một tiếng một nước tần thì giàu, một nước tấn thì nghèo. Bệ hạ kém xa tướng công, nam nhân ngọc phiền muộn nói, tướng công thoái ẩn cũng không phải chuyện tốt. Vị lan can trên lầu các, huyền vi đưa mắt nhìn hai vị đại thần đi xa, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một câu, như hữu đạo đến thánh cảnh lịch luyện sao. Tây môn tình không cười nói, tại sao lại cứ nhớ mãi không quên như hữu đạo thế. Lời này nghe qua có nghĩa khác, huyền vi lườm y một cái, lộ ra tư thái của một người phụ nữ, nhìn đến mức Tây Môn Tình không có suy nghĩ muốn ôm lấy nàng, nhưng trước mặt bao người, y đành cố nhịn lại. Thu lại cảm xúc, Huyền Vi quay sang nhìn hoa sen trong hồ, bởi vì ta thăm dò được tình huống thu lợi của nước tần khi sản xuất rượu mà cảm khái thôi, không nghĩ đến bọn họ có thể thu được món lợi lớn như thế. Trước đó, như hiểu đạo nắm giữ phương pháp sản xuất nhưng cũng chỉ là làm chơi, có lợi lớn cũng chẳng thèm mưu tính chuyện gì, trái lại hiểu nguyệt các lại mừng rỡ như điên. So sánh hai bên đúng là ngày đêm khác biệt người có thể khống chế dục vọng của mình rất đáng sợ. Bây giờ ta mới ý thức được sự đáng sợ của người này. Kim Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Bột Hải Châu và Nhân Mã do tử kim động quản lý được điều động từ các nơi, động tĩnh này lập tức được tình báo ti của nước Yến phát hiện trước. Triều đình nước Yến không khỏi khẩn trương, tiêu giao cung và linh kiếm sơn cũng không yên ổn, người ở các nơi đã theo lệnh điều động, làm tốt công tác chuẩn bị ứng chiến. Hoàng đế nước Yến Thương Kiến Hùng tìm đến trưởng lão đang tỏa chấn Hoàng Cung là thân báo Xuân để hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Thân báo Xuân điềm nhiên như không có việc gì, nói chẳng có gì, chỉ là thao luyện mà thôi. Cái gì gọi là không có gì, động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng là muốn đánh trận, còn nói là không có gì. Thế là từ kim động có khách quý đến, trưởng môn tiêu giao cung Long Hưu và trưởng môn linh kiếm Sơn Mạnh viên cùng nhau đến. Chủ khách vừa gặp mặt, Long Hưu đã cảnh cáo cung huynh, huynh đừng tưởng rằng tử kim động binh cường mã tráng thì muốn làm loạn gì thì làm không nể mặt thì cũng đừng hòng tốt hơn đối với tất cả mọi người sẽ không có chỗ tốt nói như vậy chẳng khác nào ông ta trực tiếp nói thẳng việc nghiêu hữu đạo gia nhập tử kim động đã mang đến chỗ tốt cho tử kim động trong toàn bộ cảnh nội nước yến nếu muốn đánh trên chiến trường đoán chừng không có ai là đối thủ của tử kim động tử kim động nắm quyền lên tiếng rất lớn bây giờ tiêu giao cung và linh kiếm sơn phải liên thủ chống lại mới được mà người khẩn trương nhất chính là nước tống. Như hữu đạo cảnh cáo đòi người, ngô công lĩnh không để ý đến, bột hải châu giao giới nước tống lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị tấn công nước tống. Các tình huống tiếp theo đều có liên quan đến thế lực của Ngưu Hữu Đạo, khẩn cấp điều động nhân mã, chuẩn bị vật tư tác chiến. Người của Tử Kim Động dưới sự điều động của Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh, toàn bộ nước Yến đều tiến vào trạng thái đề phòng, mà nhất định phải đề phòng. Chẳng lẽ còn phải đợi người ta đánh đến trên đầu mới chuẩn bị hay sao? Trong ngự thư phòng, Ngô Công Lĩnh triệu tập đại thần văn võ nhanh chóng thương nghị, thảo luận xem nước Yến đánh thật hay đánh giả. Ý kiến khác biệt, nghe hai phe tranh luận, Ngô Công Lĩnh chắp một tay đi tới đi lui, trong lòng không khỏi lo nghĩ, không nghĩ đến Ngưu Hữu Đạo vì Huệ Thanh Bình mà đến thật, cũng không nghĩ Ngưu Hữu Đạo lại có lực ảnh hưởng đối với Tử Kim động lớn như thế. Bệ hạ, Bột Hải Châu cấp báo, một thái giám bước vào, dâng quân tình nước Yến lên. Ngô Công Lĩnh nhận lấy, vội mở ra xem xét, vừa nhìn không khỏi hãi hùng khiếp vía. Thám tử thu được tin tức, Mông Sơn Minh đã đến Bột Hải Châu, điều động toàn bộ nhân mã ở đó, đồng thời quản lý người từ các nơi đến Bột Hải Châu. Một lớp đã được san bằng, một lớp khác lại đến, bên ngoài bỗng nhiên có thái giám chạy vào bẩm báo, bệ hạ, Mông Sơn Minh của nước Yến truyền thư. Trường 1401, thể quyết một trận tử chiến với Yến Tặc. Ngô Công Lĩnh nhanh chóng đoạt lấy, nhìn phía sau không phải là truyền thư, rõ ràng là hịch văn. Mông Sơn Minh nói ông đã nhận chức chủ soái Đông Trinh, cảnh cáo bên này quy định trong ba ngày nếu không giao huệ thanh bình ra quân yến lập tức tấn công nước tống đây quả thật là một sự uy hiếp trắng trợn ngay cả một điểm thương lượng cũng không có cưỡng ép giao ra người phụ nữ của ông ta ngô công lĩnh không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi bảo ông ta đồng ý vậy mặt mũi của ông ta để đâu nhưng mông sơn minh đã đích thân đến tiền tuyến lực chấn nhiếp đối với ông ta quả thật không nhỏ gương mặt ông ta lạnh lại ánh mắt âm tình bất định cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì Xin hỏi bệ hạ, tình huống ra sao rồi?" Thừa tướng Tử Bình Hưu hỏi thăm một câu. Ngô Công Lĩnh im lặng, ném quân tình và hịch văn của Mông Sơn Minh đến tay Văn Võ Đại Thần. Mọi người thay phiên nhau nhìn qua, ai nấy đều hãi hùng khiếp vía. Mông Sơn Minh đích thân đến tiền tuyến, ngôn từ chuẩn xác muốn khai chiến, khiến mọi người cảm thấy áp lực không nhỏ. Đối với toàn bộ nước Tống mà nói, Mông Sơn Minh đã bao phủ một sự lo lắng trong lòng người nước Tống, nhiều lần tạo ra những thiệt hại to lớn cho bọn họ. Đến nay, dường như không ai ở nước Tống có thể cản nổi ông. Im lặng một hồi, Ngô Công Lĩnh đột nhiên hỏi, chư vị cảm thấy như thế nào? Còn có thể thế nào nữa? Đã hất nước ra ngoài thì không dễ dàng thu lại, đổi giọng là tự đánh vào mặt của mình. Vì thế, không ai tùy tiện thay đổi lập trường, vẫn hai luồng ý kiến tranh chấp khác nhau. Một bên cho rằng ngay cả Mông Sơn mình cũng đã đến Bột Hải Châu, Bột Hải Châu không phải địa bàn của Ngưu Hữu Đạo, đủ để cho thấy nội bộ tử Kim Động đã thống nhất ý kiến, rất có thể sẽ khai chiến thật sự. Một bên thì cho rằng trước mắt nước Yến đang trong giai đoạn khôi phục nguyên khí, không có khả năng lỗ mãng khai chiến, chỉ là dọa người mà thôi. Rằng co qua lại, không ai dám xác định sẽ là như thế nào, cũng không ai dám lấy tính mạng của mình ra đảm bảo. Thấy mãi mà không ra kết quả, Ken, ngô công lĩnh rút thanh bảo kiếm bên hông, quét ra một luồng ánh sáng lạnh, gọn gàng chém xuống một góc bàn, không khí lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ thấy ông ta giữ tợn nói Yến tặc khinh người quá đáng. Người đàn bà của chấm há có thể tùy tiện đưa cho người khác sĩ khả sát bất khả nhục, ý chấm đã quyết, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, thế quyết một trận tử chiến với yến tặc. Người nào dám ngăn ta, đây là kết quả. Trong nội đường, mọi người nhìn nhau, có người chắp tay lĩnh mệnh, có người thì lo lắng. Sau khi văn võ đại thần rời đi, ngô công lĩnh chống kiếm mà đứng, sắc mặt âm tình bất định, trong lòng không khỏi lo lắng. Phía sau rèm, đàn đông tinh vén rèm bước ra, cầm quân tình và hịch văn của mông sơn minh xem qua, cao mày hỏi, bệ hạ, làm sao bây giờ? Ngô Công Lĩnh đáp: Ta đang nghĩ cách. Đan Đông Tinh hỏi tiếp: Sao không báo cho ba đại phái, nhờ bọn họ cùng nhau nghĩ biện pháp? Ngô Công Lĩnh ngừ một tiếng, việc này còn có thể che giấu sao? Cho dù không báo, bọn họ cũng sẽ rất nhanh biết được. Cho dù bọn họ biết thì sao? Một khi nước Yến thật sự khai chiến, chỉ bằng quốc lực của nước Tống trước mắt, người cảm thấy ba đại phái có thể đỡ nổi à? Phủ thừa tướng Từ Bình Hưu trạng vạng mới trở về nhà. Sau khi vào phủ, ông ta đi thẳng đến Tây Việt tiến vào viện tử của giả vô quần, ngồi xuống bên cạnh ông ta. Người làm bên dưới cũng đã quen thuộc tình huống. Hai người làm vội mang giá đỡ dùng để viết chữ được chế tạo đặc biệt đến cho giả vô quần, đồng thời cũng mải mực sẵn bên cạnh. Đợi người làm thối lui hết, tử bình hưu mới nói, lực ảnh hưởng của nghiêu hữu đạo đối với quân đội nước Yến thật sự không thể coi thường, tư thế chấn nhức không nhỏ. Điều động toàn bộ người của nước Yến thì không nói, lại còn phái mông sơn minh đích thân đến tiền tuyến bột Hải Châu, giống như sẵn sàng muốn đánh. Ông ta giải thích tình huống trong quân tình và hịch văn của mông Sơn Minh qua một lần, còn có phản ứng của văn võ đại thần trong chiều. Giả vô quần nâng bút viết xuống, hỏi thế hoàng đế phản ứng như thế nào? Tử Bình Hưu đáp, rút kiếm chặt một góc bàn, thể thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, quyết chiến với nước yến đến cùng. Nếu ai dám khuyên can, kết quả sẽ giống như bàn trà bị chặt một góc. Tiên sinh, lần này chúng ta sợ rằng biến khéo thành vụng mất. Như hữu đạo có đánh thật hay không thì không biết, nhưng bệ hạ là hạ quyết tâm từ chiến giả vô quần viết chiến lấy cái gì mà chiến trật tự trong nước vừa mới được khôi phục ngay cả cung cầu cơ bản nhất cũng khó mà bảo đảm dân tâm còn đang định binh lính thì không có sĩ khí trong thời gian ngắn tìm kiếm vật tư tác chiến ở chỗ nào khai chiến thất bại ông ấy không phải không biết chứ tử bình hưu lắc đầu ngài không phải không biết bệ hạ lúc trước khi quân hàn đánh vào cảnh nội cường thế đến cỡ nào nhưng bệ hạ có nhượng bộ không mọi người đều muốn hòa đàm, ngay cả ba đại phái cũng thế, nhưng bệ hạ cứ khư khư cố chấp, muốn tử chiến đến cùng. Đây chính là một vết xe đổ, bây giờ bệ hạ lại tiếp tục huyết chiến, sao có thể xem là trò đùa được. Ha ha, giả vô quần ngửa đầu lên trời bật cười, bởi vì không có đầu lưỡi, tiếng cười của ông ta hơi cổ quái. Ông ta lắc đầu, lại viết xuống giấy, nếu ông ta làm người mà không biết một hai, sao có thể dám hướng như hữu đạo hiến kế chứ? Năng lực ngô quân đúng là có, đã từng thắng mục trác chân nhưng nhìn thì cường ngạnh đấy thật ra ngoài mạnh trong yếu cứng đối cứng trên xa trường ông ta có mấy lần dám gặp phải cọng dơm cứng ông ta chỉ biết một đường chạy trốn bên trong cảnh nội nước yến nước tống và quân hàn giao chiến bên trong cảnh nội ông ta cũng chỉ biết trốn tránh không dám chính diện giao phong làm sao mà dám tử chiến với quân yến bây giờ người này rất thức thời thừa tướng dựa vào cái gì mà nói ông ta cường thế viết hết một tờ chuyển qua một tờ giả vô quần viết tiếp một hàng chữ nữa, thừa tướng có dám cược với ta không? Ta đoán ông ta sẽ nhẫn nhục sao người, thấy giả vô quần chắc chắn như vậy, tử bình hưu a à một tiếng, cao mày suy nghĩ, sau đó mới lên tiếng, có thể tiến thối dây dưa cùng quân hàn như vậy, chẳng lẽ không thể như thế với quân yến? Giả vô quần lắc đầu viết xuống, trước khác nay khác, vẫn là chuyện xưa, người này rất thức thời. Người vô tình vô nghĩa, làm sao có thể đến danh giới cuối cùng, làm sao có thể vì một người đàn bà mà bất khuất. Tử Bình Hưu đứng dậy, hy vọng như lời tiên sinh đã nói, không chiến là tốt nhất. Thật sự nước Tống không chịu nổi dày vò được nữa rồi. Dù sao ông cũng là thừa tướng nước Tống, tại vị nhiều năm, trong lòng vẫn hy vọng nước Tống được tốt hơn. Giả vô quần biết ông ta nghĩ gì, đối với việc này cũng không cần nhiều lời nữa, bưng chén trả lên nhấp một ngụm. Chính lúc này, quản gia vội vàng bước đến. Sau khi hành lễ với tử Bình Hưu và giả vô quần, ông ta mới lên tiếng bẩm báo với tử Bình Hưu, thừa tướng, trưởng môn đồng tiên các đàn đông tinh đến. Tử Bình Hưu hỏi, có chuyện gì? Quản gia đáp, không biết, chỉ nói là đến bái phỏng thừa tướng mà thôi. Lúc này đến bái phỏng ta, Tử Bình Hưu vuốt dâu suy nghĩ, thấy giả vô quần bỏ chén trà xuống, viết một hàng chữ chuyển cho ông ta, thuyết khách đến. Tử Bình Hưu nhìn giả vô quần, thấy giả vô quần như cười như không, Tử Bình Hưu đăm chiêu một chút rồi đứng dậy rời đi. Người bên cạnh được ngô công lĩnh tin tưởng tất nhiên là khách quý. Sau khi chủ khách phân biệt ngồi xuống ngoài đại sảnh, giả vô quần cũng xuất hiện, chậm rãi đứng một bên dưới mái hiên lắng nghe. Nếu người khác dám nghe lén thừa tướng nói chuyện, tất sẽ bị đuổi, nhưng là giả vô quần, hộ vệ chỉ nhìn mà không ai có hành động gì. chương 1402, cá mè một lứa một. Sau vài câu chào hỏi khách sáo, tử bình hưu hỏi, đan trưởng môn đến có gì chỉ giáo hay không? Đan đông tinh khoát tay nói, chỉ giáo thì chưa nói đến, đến thỉnh giáo là thật. Nói ngắn gọn, thừa tướng rất quen thuộc tình hình của nước Tống. Xin hỏi thừa tướng, quốc lực của nước Tống bây giờ đã đủ đánh một trận với nước Yến hay không? Tử Bình Hưu lắc đầu thở dài, khắp nơi đều phải giật gấu vá vai, đan trưởng môn chắc cũng rõ, thật không chịu nổi dày vò nữa đâu. Đan Đông Tinh cảm thấy kỳ lạ, bây giờ là thời khắc sinh tử tồn vong của nước Tống, thừa tướng đứng đầu bá quan, vì sao không khuyên bệ hạ, ngược lại ngồi nhìn nước Tống lâm vào tình thế nguy hiểm. Tử Bình Hưu cười khổ, ta rất muốn khuyên nhưng ngài cũng thấy thái độ của bệ hạ đấy, chảm kiếm minh trí, ai dám khuyên. Đan Đông Tinh nói, thừa tướng ơi thừa tướng, tính tình bệ hạ cương liệt là không sai, nhưng bệ hạ cũng không phải là người không biết chuyện. Đứng ngoài nghe xong, giả vô quần quay người rời đi trước, cũng không đứng nghe thêm. Nói qua nói lại cũng chỉ có bấy nhiêu, tóm lại, nói tới nói lui cũng chỉ hy vọng tử bình hưu trong tình huống này đừng bo bo giữ mình, nên lấy quốc sự làm trọng, dũng cảm đứng ra khuyên can. Sau khi tiến khách quý xong, tử bình hưu trở lại Tây Viện, ngồi đối diện giả vô quần nói chưa đầy hai câu ý đồ của đan đông tinh đến đây giả vô quần đã đẩy tờ giấy cứng sang cho ông ta xem ta đã nghe rồi lại nâng bút viết xuống một hàng chữ khác vị kia đang tìm bậc thang đi xuống mà thôi tử bình hưu lắc đầu mặc dù ông ta không đề cập đến là ý của bệ hạ nhưng tại hạ làm sao mà không biết ông ta thụ ý bệ hạ mà đến chứ hai xem ra đêm nay ta phải bận rộn rồi giả vô quần viết không phải chuyện xấu trước kia ông ta có thể không nghe lời khuyên nhưng một khi mở ra được một đầu quy củ dần dần thành hình ông ta sẽ tự mua dây buộc mình thôi tử bình hưu gật đầu đúng là như vậy một khi nghe lời khuyên lúc này về sau bá quan khuyên lại không nghe ai cũng sẽ biết ngô công lĩnh đang tìm lối thoát cho mình đem vợ của mình đưa cho người khác cũng không phải là chuyện quang minh chính đại gì đúng là bận thật tử bình hưu sai người tìm bá quan đến lúc trước ông ta có thể đứng đầu giật dây bá quan lật đổ mục chắc chân lần này tất nhiên cũng có chút ảnh hưởng đương nhiên Tử Bình Hưu không nói đây là ý của Ngô Công Lĩnh. Lời không thể nói lung tung, thái độ của Ngô Công Lĩnh là quyết chiến với quân Yến, ai dám phỉ báng là muốn chết. Ngày hôm sau, trong buổi lên chiều, đối mặt với bá quan khuyên can, Ngô Công Lĩnh tức giận gào lên, nếu chấm giết hả tiện nhân kia sớm thì đâu có mối họa ngày hôm nay, đều là do các người khuyên can cả. Bây giờ sự thật phơi bày trước mắt, ả tiện nhân đó âm thầm cấu kết với Yến Tặc. Cũng may mà chấm phế ả ta, nếu không, ngày sau nội ứng ngoại hợp, hậu quả khó mà lường được. Ý chấm đã quyết, thề tử chiến với yến tặc, các ngươi đừng nói nhảm nữa. Dứt lời, ông ta nổi giận phất tay áo bỏ đi. Nhưng bá quan vẫn không chịu bỏ cuộc. Sau khi rời khỏi chiều, tử bình hưu lại dẫn bá quan đến bên ngoài ngự thư phòng cầu kiến ngô công lĩnh. Ngô công lĩnh tự tuyệt không gặp, tử bình hưu đứng bên ngoài ra hiệu một cái, lúc này có người quỳ xuống dập đầu, cao giọng hét, bệ hạ, nước tống không chịu nổi dày vò nữa. Bệ hạ hãy vì đại tống mà chịu nhục đi khẩn cầu bệ hạ chịu nhục có người dẫn đầu một đám người lần lượt quỳ theo cuối cùng toàn bộ quỳ xuống già cả như tử bình hưu cũng không ngoại lệ một đám người khóc suốt mướt có người khóc đến nước mắt nước mũi tràn ra có người thậm chí dập chán xuống nền nhà đến chảy máu cảnh tượng có thể nói là vô cùng thê thảm ngay cả thị vệ khẩn cấp chạy đến cảnh giới cũng âm thầm thổn thức cảm khái không thôi tất cả đều là trung thần ngay cả chết cũng không sợ tóm lại nếu bệ hạ không đồng ý những người cận kề cái chết kia cũng không đứng dậy, quỳ đến khi nào bệ hạ đồng ý mới thôi. Cùng lúc đó, sau khi biết được tình huống, trưởng môn ba đại phái nước tống là quan cực thái của lăng tiêu các, cù phiên của huyết thần điện, ngô thừa vũ của liệt thiên cung cũng cùng nhau chạy đến từ kim động để thuyết pháp. Không chạy đến cũng không được, bên trong hịch văn của mông sơn minh chỉ cho nước tống ba ngày, bọn họ chạy đến tất nhiên là muốn hóa giải can qua rồi. Tử Kim Động có đạo đãi khách của mình, nhưng khi nhắc đến chuyện chiến sự, Cung Lâm sách lập tức im lặng ông ta biết ý đồ đến đây thăm dò nội tình của đối phương đương nhiên sẽ không để cho đối phương thăm dò được gì dài dòng một phen nhìn thấy phản ứng này quan cực thái hỏi cung đại ca đại ca cũng biết rõ tình hình của nước yến vì một người đàn bà mà lưỡng bại câu thương đáng giá không cung lâm sách đáp đương nhiên là không đáng vậy các ngươi giao người ra đi là được cần chi phải tốn nước bọt ở đây quan cực thái hỏi có thể tránh được chiến sự ba nhà chúng ta tất nhiên là vui rồi Mặc dù Huệ Thanh Bình đã bị phế nhưng dù sao bà ta cũng đã từng là hoàng hậu nước Tống, bảo chúng ta giao tiên hoàng hậu cho các ngươi, các ngươi bảo mặt mũi ba nhà chúng ta phải để đâu. Cung lâm sách chậm giải đáp, đây không phải là chuyện cần ta quan tâm. Cù phiên cười lạnh, cung đại ca, chúng ta đã hết sức nhỏ nhẹ, đại ca một chút mặt mũi cũng không cho sao. Cung lâm sách lắc đầu, cù đại ca, đại ca nói mấy lời đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhớ ngày đó quân Tống đánh vào cảnh nội nước Yến ta, ba đại phái nước Yến ta cũng đã tìm đến các vị, khuyên bảo đủ kiểu, thậm chí còn đồng ý chịu thiệt để cầu toàn. Xin hỏi lúc đó ba vị có cho cung mỗ đây chút mặt mũi nào không? Mặt mũi là phải cho lẫn nhau đấy. Lời này thật khiến ba người không phản bác được, nhưng bọn họ cũng không dễ dàng từ bỏ. Ngô Thừa Vũ nói, lợi ích chi tranh làm sao có thể đánh đồng với việc này chứ? Đường đường là tử kim động, vì một người đàn bà được không bù mất, đến mức đó sao? Cung lâm sách đáp, sự việc đã bày ra trước mắt, có cái gì không thể đánh đồng. Lúc trước, ba vị một đường lui cũng không cho cung mỗ, tại sao bây giờ cung mỗ lại cho ba vị một đường lui chứ? Đánh thì đánh thôi, muốn làm gì cũng được. Lời này nói ra, chính bản thân cung lâm sách cũng cảm thấy hả dạ. Sự việc phát triển đến bước này, ông ta mới phát hiện nhiều hữu đạo đang giúp ông ta có được uy phong. Chẳng những trưởng môn ba đại phái nước tống phải đi cầu ông ta, ngay cả trưởng môn của tiêu giao cung và linh kiếm sơn cũng phải đến khuyên bảo. Mùi vị cường thế này đúng là không tệ, giúp ông ta thật sự cảm nhận được một cách rõ ràng, thực lực của tử kim động xưa đâu bằng nay, giúp cho người ta có được thực lực để cầu toàn. Quan cực thái nói, ta cảm thấy rất kỳ lạ, từ lúc nào tử kim động đã biến thành đương gia của Ngưu Hữu Đạo. Từ lúc nào đến phiên hắn nói được là được, chẳng lẽ tử kim động đã bị Ngưu Hữu Đạo khống chế, còn cung đại ca chỉ là vật bài trí. Cung lâm sách khinh thường đáp lại, ta không phải đứa trẻ lên ba, mấy cái phép khích tướng, châm ngòi ly gián này chẳng có tác dụng gì với ta đâu. Ta không ngại nói thẳng, các người cũng biết nghiêu hữu đạo có tên trong danh sách đến thánh cảnh. Lần này đúng là ủy khuất cho hắn. Hắn đưa ra yêu cầu cứu tỉ muội kết bái, từ kim động ta đồng ý giúp hắn cứu người, cũng coi như tác thành cho hắn. Ngón tay cung lâm sách chỉ vào ba người, lắc lắc, nói nhiều cũng vô dụng thôi, muốn ngừng chiến thì giao người. Đương nhiên, nếu nước tống đồng ý cắt mấy châu cho ta, ta cũng không phải là người không thức thời có thể kết thúc trong hòa bình, đối với ai cũng tốt cả. Biệt viện Mao Lư có khách đến, một vị đại ca đề kết bái khác của Ngưu Hữu Đạo, trưởng lão toàn thái phong của Lăng Tiêu Các. Chương 1403, cá mẹ một lứa hai. Toàn thái phong đi chung với trưởng môn, trưởng môn đến gặp Cung Lâm Sách, còn ông ta thì đến biệt viện Mao Lư tìm Ngưu Hữu Đạo ôn chuyện. Ôn chuyện là giả, cởi chuông phải do người buộc chuông, hy vọng có thể từ Ngưu Hữu Đạo hóa giải tình huống chiến sự sắp nổ ra là thật. Mặc kệ lúc trước có xem việc kết bái là thật hay không, dù sao giao tình kết bái cũng bày ra lúc này, gặp chuyện cũng dễ ăn nói hơn người khác, ít nhất cũng được xem là người quen biết cũ. Chủ khách không nhắc đến chuyện không vui trước kia, như hữu đạo rất nhiệt tình, mở miệng ngậm miệng đều xưng hô đại ca, dùng rượu ngon thức ăn ngon để thiết đái. Đã đến, rượu ngon thịt ngon tất nhiên là phải nếm thử, nhưng đây không phải là mục đích chính. Sau khi ôn chuyện, Toàn Thái Phong đã nói đến chuyện chính, Hy vọng Nưu Hữu đạo nể giao tình của hai người mà giữ chút thể diện, việc này nên dừng ở đây. Nưu Hữu đạo tất nhiên cũng đem chuyện sinh tử của Huệ Thanh Bình ra mà nói. Cuối cùng, toàn thái phong buông đũa xuống, lão đệ, chỉ bằng thế này, chúng ta đều lui một bước. Ta cam đoan Huệ Thanh Bình sẽ an toàn, bảo đảm nước tống tuyệt không động đến một cọng tóc gáy của bà ấy. Lão đệ rút binh về, sự việc cứ như vậy mà qua đi. Kể từ đó, để có thể bảo vệ được cho Huệ Thanh Bình, thành toàn tình nghĩa kết bái giữa đệ với bà ấy nước tống của ta cũng giữ được mặt mũi, lại tránh được tổn thất khi hai nước giao chiến, cớ sao mà không làm. Như hiểu đạo cũng buông đũa xuống, đại ca, không phải là đệ không nể mặt đại ca. Nếu việc này diễn ra sớm hơn, đệ nhất định sẽ đồng ý với đại ca. Nhưng bây giờ, đệ thật sự không có cách nào đồng ý với đại ca được. Toàn Thái Phong do dự một chút rồi hỏi, ý của đệ chính là, việc này không phải do đệ làm chủ, toàn bộ là do tử kim động khống chế. Nếu thật sự như vậy, tại sao ta không nhìn ra tất cả thế lực thương hệ đều nghe theo đệ chỉ cần người của thương hệ bãi binh dựa vào thế lực của tử kim động bọn họ không thể nào gây nên cuộc chiến được đến lúc đó bọn họ không thể không biết khó khăn mà quay ra nghiêu hữu đạo lắc đầu đại ca không phải như vậy toàn thái phong không hiểu thế thì vì sao nghiêu hữu đạo thở dài đại ca ta sắp đi thánh cảnh rồi có thể còn sống trở về hay không còn chưa biết nếu chẳng may không về được những hứa hẹn của đại ca nói với ta có còn quan trọng không? Có lẽ đại ca sẽ nói đại ca nhất định sẽ thủ tín, nhưng nước tống sẽ cho đại tỷ tự do sao? Nếu có thể cho tỷ ấy tự do, bây giờ thả tỷ ấy đi thì có làm sao? Nói cho cùng, tội chết có thể tha, tội sống khó tha. Nếu đại tỷ đã mất đi tự do suốt đời, còn sống có ý nghĩa gì chứ? Ta không nói ta là người trọng tình trọng nghĩa, ta chỉ hy vọng trước khi ta đi, có thể trả lại tự do cho đại tỷ, cho dù ta có chết cũng cảm thấy yên tâm xin đại ca thành toàn quản phương nghi dự thính trong lòng cũng thở dài lần này đạo ra đi đúng là hỏa phúc khó liệu đó là thánh cảnh một khi xảy ra chuyện không ai có thể cứu được mà cũng không có ai có năng lực để cứu toàn thái phong nghe xong tâm trạng cũng nặng nề lão đệ phúc lớn mạng lớn ngay cả bí cảnh thiên đô cũng không làm gì được đệ không có việc gì đâu lần này ta cũng không may chuyện thánh cảnh cũng rơi xuống đầu ta lão ca ta và đệ xem như cùng chung hoạn nạn như hiếu đạo sướng sờ, đột nhiên bất mãn, đại ca đem ta ra làm trò cười sao. Ta đã xem qua danh sách thánh cảnh, có tên của đại ca hay không, ta còn có thể không nhớ sao. Hoàn toàn không có đại ca, toàn thái phong than thở, để không biết rồi, nước tống đánh với nước yến xong, lại đánh với nước hàn. Nước tống đánh khó khăn đến thế nào, không nói chắc để cũng hiểu. Tổn thất nặng nề, các vị sư huynh của ta đều bị trọng thương, chiến sự ngừng lại, lập tức dưỡng thương ngay. Sau khi tông môn nói chuyện lại với phiêu miểu các, bọn họ đã đồng ý thay người. Nghiêu hữu đạo ngạc nhiên, hàn tống ngưng chiến lâu như vậy, bị thương chắc cũng phải khỏi từ lâu rồi chứ. Vì tông môn mà trọng thương, tất nhiên phải được lễ ngộ. Huống chi, chuyện bị thương này phục hồi nhanh hay không, rất khó nói, cũng có khả năng tái phát. Toàn Thái Phong nói đến đây thì ngừng lại, dường như cảm thấy không thể nói thêm được nữa, hớp một ngụm rượu, khoát tay nói tiếp, hai, tóm lại là ta không may. Nghiêu hữu đạo đại khái đoán ra được lời khó nói của đối phương. Chắc chắn là người ta không muốn đi, lấy cớ bị thương ra để nói. Hắn cũng đã từng nói như vậy ở quy miên các, hoàn toàn có thể làm cho mình bị thương. Cái gọi là khả năng tái phát chính là giả tạo, ý bảo sức khỏe của mình còn chưa tốt, nhưng người ta có lý do danh chính ngôn thuật, ngay cả phiêu miểu các cũng đã đồng ý, nội bộ lăng tiêu các còn có thể nói cái gì. Đứng từ góc độ nào đó mà nói, lăng tiêu các có thể đẩy người này ra, chắc chắn có liên quan đến địa vị của ông ta trong môn, chứ không đơn giản chỉ là mấy người dưỡng thương. Khóe miệng quản phương nghi bên cạnh nhếch lên, hai người này đúng là cá mè một lứa. Hai, vậy đại ca đúng là đủ xui xẻo, thật khổ cho đại ca. Nào, chúng ta cạn một chén, như hữu đạo nâng chén biểu lộ sự đồng tình. Sau khi chạm chén với đối phương, uống một ngụm rượu, hắn lại nhịn không được liền hỏi, đại ca, lần này đến thánh cảnh lịch luyện là để làm gì vậy? Cần phải lịch luyện trong bao lâu? nếu đại ca không ngại có thể tiết lộ chút phong thanh cũng để tiểu đệ chuẩn bị tâm lý trước hai toàn thái phong vẫn thở dài như cũ để hỏi ta ta biết hỏi ai đây có trời mới biết đang dở cho quỷ gì người ta bảo làm thì làm thôi danh sách là theo yêu cầu của bọn họ báo lên cứ tưởng là vậy ai ngờ lại xảy ra biến cố như thế khiến cho ta chết cũng không biết chết làm sao ta cũng không biết ta là cái loại nấm mốc gì ngay cả mấy chuyện kỳ lạ này cũng có thể gặp được ta cũng đâu có trêu ai. Đệ nói đi, chuyện này sao có thể lật lọng đổi tới đổi lui được. Chúng ta gặp phải chuyện này, không phải không may thì là cái gì. Trong lời nói và ngữ điệu của ông ta, đúng là một bụng bực tức không chỗ chút, lúc này đã bị Nhiêu Hữu Đạo khơi ra. Hai, Nhiêu Hữu Đạo cũng thở dài một tiếng, ai nói không phải chứ. Chúng ta đúng là đủ xui xẻo. Đại ca, sau khi đến thánh cảnh, chúng ta phải chiếu cố lẫn nhau đấy. Nói thì dễ rồi, Toàn Thái Phong nói một nửa liền sừng sốt phát hiện hình như chủ đề đã rời khỏi mục đích mà ông ta đến đây ngày hôm nay, ta nói lão đệ này, ta đã tìm đến cửa, đệ cũng nên chiếu cố ta đấy chứ. Nghiêu hiểu đạo lắc đầu từ chối, đại ca, ta đã nói, không phải là ta không nể mặt đại ca. Nhưng liên quan đến vinh nhục sinh tử của đại tỷ, đại ca bảo ta làm sao mà đáp ứng đại ca được. Việc này không nhắc đến thì thôi, nhắc đến nhiều tổn thương tình cảm đại ca đệ chúng ta. Tình cảm cái dám đấy, toàn thái phong nói thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói, lão đệ, không phải ta vô tình, chỉ là vì Huệ Thanh Bình mà hưng sư động chúng như vậy, không tiếc làm to chuyện, thậm chí còn chấp nhận tổn thất to lớn, ta làm sao cũng cảm thấy không ổn. Là vì Huệ Thanh Bình thật, hay chỉ là tìm cớ? như Hữu Đạo nói, nói đại ca không tin, vậy thì ta không nói. Thật hay giả, thời gian sẽ nói rõ hết thảy, ta không nhắc đến việc này nữa. Mặc kệ đại ca nhìn ta như thế nào, nếu việc của đại tỷ rơi xuống người đại ca, đại ca và ta chính là nghĩa bất dung từ. Nói đến đây được rồi, không nói nữa, chúng ta uống rượu thôi. Nói xong, hắn lại nâng ly lần nữa. Động tĩnh của nước Yến không thể gạt được tai mắt các nước. Phản ứng lạ thường lớn đến như vậy, khiến các nước phải chú ý và cảnh giác cao độ. Các phương đều tăng cường thám tử, tập trung lực lượng tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. chương 1404 thả người. Trong hoàng cung nước Tấn, Thái Thúc Hùng và Thiệu Bình Ba đang dạo bước trao đổi ven hồ. Đang yên đang lành, đột nhiên xuất hiện một việc như vậy, thật sự khiến hai người phải lo nghĩ. Nước tấn đang mưu đồ bí mật tấn công nước vệ, vốn sợ trêu đến mệnh lệnh đóng băng chiến sự của phiêu miểu các mà dừng lại, đợi người của các nước tham gia lịch luyện thánh cảnh xong rồi tính tiếp. Ai ngờ, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, nước yến lại trắng trợn dày vò, khiến bọn họ không muốn lo nghĩ cũng khó. Một khi chiến sự bị đóng băng lần nữa, không biết việc xuất binh tấn công nước vệ sẽ còn chờ đến lúc nào. Chuyện lịch luyện ở thánh cảnh cũng không đưa ra kỳ hạn gì cả. Trong lúc thế lực các nước đang tập trung cao độ, cánh cửa thiên lao nước tống cạch cạch mở ra. Không bao lâu sau, Hoàng hậu bị phế Huệ Thanh Bình được mang ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà giam, Huệ Thanh Bình liền nhìn thấy một người quen đang mỉm cười chắp tay, là trưởng lão Toàn Thái Phong của Lăng Tiêu Các. Ánh mắt Huệ Thanh Bình chỉ dừng lại trên người Toàn Thái Phong một lát, sau đó nhìn sang xung quanh. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Huệ Thanh Bình lúc này, tóc tai rối bù, hình như còn có cọng rơm, quần áo dơ bẩn nhưng vẫn là bộ đồ của Hoàng hậu, Toàn Thái Phong cười tủm tìm, trong lòng cảm khái vô cùng. Thị thị phi phi, ân ân hoán hoán, Toàn Thái Phong cũng không muốn nhắc lại, chỉ tiến lên phía trước đi thôi. Huệ Thanh Bình cười lạnh, không nghĩ đến lại là ngươi đến tiễn ta lên đường. Toàn Thái Phong ngẩn người, chợt cười khổ, biết người này hiểu lầm, vội nghiêng người nhường đường, đưa tay mời, nơi này không phải là nơi để nói chuyện, rời khỏi nơi này trước rồi nói. Huệ Thanh Bình vẫn đứng im tại chỗ, muốn như thế nào thì nói thẳng, đừng dày vào nhau như thế. Huệ Thanh Bình, Toàn Thái Phong vừa nói được nửa câu, lập tức nuốt những lời còn lại xuống, cũng không nói nhiều, túm cánh tay của bà ta kéo đi. Cũng không kéo đến chỗ nào khác, chỉ dẫn Huệ Thanh Bình đến chỗ một con phi cầm cỡ lớn. Sau đó, ba con phi cầm vỗ cánh bay lên không trong ánh bình minh. Trong lúc bách tính còn chưa tỉnh lại, yên lặng rời đi như thế này cũng là một cách giữ bí mật. Liên quan đến thân phận của Huệ Thanh Bình, công nhiên phóng thích chi bằng lặng yên đưa tiến, nhiều ít còn giữ lại chút mặt mũi cho triều đình tiếp theo là để bảo đảm an toàn cho huệ thanh bình ngô công lĩnh ngược lại muốn mượn đao giết người ví dụ như người xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đường hoặc tiết lộ tin tức nào đó cho thiên nữ giáo nhưng cuối cùng ông ta vẫn không dám làm loạn bởi vì như hữu đạo đã có bố trí ngư hữu đạo không phái người đến đón hoặc bảo vệ ngược lại yêu cầu nước tống đưa huệ thanh bình bình yên đến từ kim động mới yên tâm người mà không được an toàn hết thảy cũng đừng nghĩ cũng đừng hòng mơ muốn chơi chiêu gì với hắn bất luận là ngô công lĩnh hay là ba đại phái đều không dám làm loạn ngược lại còn sợ huệ thanh bình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trên đường về phần vì sao phải để cho toàn thái phong làm chủ hộ tống thật ra việc thuyết phục này cũng không phải là việc vinh quang gì không ai đồng ý làm cả nhiều ít sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà phải gánh trách nhiệm thế là toàn thái phong không thể thoát khỏi người đề cử ông ta nói rằng ông ta có quan hệ với nghiêu hữu đạo bảo ông ta đưa đến là thích hợp nhất không sợ mất mặt còn có thể nói là giúp huynh đệ kết bái. Để ông ta đến từ Kim Động tìm Nghiêu Hữu Đạo nói chuyện cũng là vì mối quan hệ giữa ông ta và Nghiêu Hữu Đạo. Bây giờ để ông ta áp giải Huệ Thanh Bình cũng là do ông ta có quan hệ với Nghiêu Hữu Đạo. Cũng bởi vì cái này, hại ông ta cứ bôn ba vừa đi vừa về từ Kim Động. Ở những chỗ này, Toàn Thái Phong không có tiếng nói. Ông ta cảm thấy ông ta và Nghiêu Hữu Đạo chẳng có quan hệ gì, tại sao lại cứ dây dưa không rõ mãi. Nhìn mình đã đi xa, Huệ Thanh bình hỏi, mang ta ra khỏi kinh thành để giết sao? Muốn giết ta cần phải cẩn thận như vậy à? A, à, hay là sợ truyền đi, Ngô Công Lĩnh sẽ mất mặt. Toàn Thái Phong, người đường đường là trưởng lão Lăng Tiêu Các, lại trở thành chân chạy việc cho Ngô Công Lĩnh. Bà ta còn cho rằng Ngô Công Lĩnh muốn giết bà ta. Sau khi tỉnh lại từ trong nhà giam, bà ta còn tỉnh táo hơn so với bất cứ người nào khác. Ngô Công Lĩnh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bà ta. Bà ta hoàn toàn không biết bên ngoài đã phát sinh chuyện gì mặc dù bà ta không rõ tình huống thế tục lắm nhưng cũng biết được một chút. Từ thái độ của cai ngục đối với bà ta là có thể thấy được. Lần này mang bà ta ra ngoài, chắc không phải muốn thả bà ta. Nếu như bà ta không có việc gì, từ phản ứng của cai ngục là có thể nhìn ra. Ít ra cũng không dám có thái độ không khách khí đối với bà. Chỉ là bà ta không biết, có một số việc ngay cả cai ngục cũng không rõ. Lần này đưa bà ta rời đi là cơ mật, vẫn là câu nói kia, triều đình nước tống sợ bà ta xảy ra chuyện toàn thái phong thở dài huệ thanh bình đừng nói mấy chuyện nhảm nhí này nữa lần này có thể tránh thoát được một kiếp người nên thỏa mãn đi tránh thoát được một kiếp huệ thanh bình có chút ngoài ý muốn hoài nghi hỏi ngô công lĩnh có thể buông tha cho ta sao ông ta sẽ không bỏ qua cho ta đâu ta không còn nơi nương tựa đối với ông ta đã mất đi giá trị lợi dụng ông ta muốn giết ta chẳng có gì phải kiêng kỵ cả không nơi nương tựa toàn thái phong lắc đầu ban đầu chính ta cũng cho rằng ngươi khó mà thoát khỏi kiếp nạn này, cũng cho rằng ngươi không nơi nương tựa. Ai ngờ cuối cùng có người nhảy ra bảo đảm cho ngươi. Hiệu quả hành động của người này còn lớn hơn thiên nữ giáo. Thiên nữ giáo ra mặt, sợ cũng không uy hiếp được nước tống. Ngô Công Lính cũng không nể mặt thiên nữ giáo chút nào đâu. Huệ Thanh Bình, ta nghĩ ngươi nhất định đoán không ra người này là ai. Trong lòng Huệ Thanh Bình khó hiểu, còn có ai có thể đảm bảo cho ta? Ai, toàn thái phong chế nhạo, hãy ngẫm lại đi, ngẫm lại xem ngươi còn có mối quan hệ nào nữa không. Huệ Thanh Bình cao mày suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng khẽ lắc đầu. Bà ta thật sự nghĩ không ra trong tất cả mối quan hệ của mình còn có ai có năng lượng lớn đến như vậy. Bà ta vốn cho rằng thiên nữ giáo muốn đem bà ta về xử lý, nhưng Toàn Thái Phong đã nói, ngô công lĩnh sẽ không nể mặt thiên nữ giáo. Cuối cùng, bà ta không nhịn được liền hỏi, ai? Ngươi nói thẳng cho ta biết, đừng chơi trò bí hiểm với ta. Hai, Toàn thái phong thở dài ta biết ngươi sẽ đoán không ra cũng biết ngươi sẽ không nghĩ đến hắn cũng đúng đừng nói là ngươi ngay cả ta cũng không tin người kia sẽ ra tay cứu ngươi huệ thanh bình người có lẽ đã quên mất một người nhưng người này dường như không quên ngươi ngươi quên chúng ta còn có một huynh đệ kết bái chung sao huynh đệ kết bái huệ thanh bình trợn tròn mắt cả đời này bà ta chỉ làm chuyện kết bái có một lần nhắc đến mức như vậy làm sao mà còn không biết là ai suy nghĩ một chút bà ta thốt lên chẳng lẽ là nghiêu hữu đạo toàn thái phong cười ha hả ngoại trừ hắn ta ra còn có ai khác sao nếu lần này hắn ta không có ý đồ khác ta nghĩ ngươi phải nên cảm ơn hắn thật nhiều hắn vì cứu ngươi mà gây nên động tĩnh không nhỏ kề thẳng dao lên cổ nước tống làm cho ba đại phái chúng ta và triều đình không thể không thỏa hiệp mà thả ngươi huệ thanh bình không thể tin được hắn sẽ cứu ta toàn thái phong nói đúng vậy ta cũng cảm thấy kỳ lạ nói thật ta không nhìn ra được hắn có cái gì cần thiết để phải cứu ngươi. Huệ Thanh Bình nói, hắn có thể bước triều đình và ba đại phái thỏa hiệp thả ta ra sao? Toàn Thái Phong nói, không nghĩ đến sao? Chính bản thân ta cũng không nghĩ đến. Sau khi hắn ra tay, ta mới ý thức được, lực ảnh hưởng của hắn đối với quân đội cao hơn chúng ta đã nghĩ. chương 1405, hạng người lừa đời lấy tiếng một. Toàn bộ tử kim động đều phối hợp toàn lực với hắn, công khai điều động toàn bộ nhân mã nước Yến. Đại quân ở Bột Hải Châu thì nhìn chằm chằm, thậm chí Mông Sơn Minh còn đích thân đến tiền tuyến Bột Hải Châu điều binh khiển tướng, đồng thời phát ra hịch phan uy hiếp, cho triều đình thời gian 3 ngày, nếu không thả ngươi, lập tức công tống. Hai, nhớ ngày đó hắn chẳng qua chỉ là khí đồ của Thượng Thanh Tông mà thôi, ở một góc xó xỉnh, ai thèm để hắn vào mắt. Nhưng xưa đâu bằng nay, Huệ Thanh Bình, hắn không còn là nghiêu hữu đạo mà chúng ta có thể uy hiếp như ở Mao Lư Sơn Trang lúc trước nữa. Hôm nay, hắn không còn là người mà ngươi và ta có thể uy hiếp. Ha ha, lần kết bái ở Mao Lư Sơn Trang đó, chắc ngươi vẫn còn nhớ. Chỉ sợ, người có nằm mơ cũng không nghĩ đến, một lần kết bái hoang đường, ngay cả ngươi cũng không coi ra gì nhưng lại có thể cứu ngươi một mạng trong thời khắc khó khăn nhất. Huệ Thanh Bình cao mày, hắn muốn làm gì? Toàn Thái Phong hỏi lại, ngươi hỏi ta, ta không biết, ta cũng đã hỏi hắn nhưng không được đáp án mà mình mong muốn. Tên đó, nhìn thì không đứng đắn, nhưng ngày càng mang đến cho người ta một cảm giác cao thâm khó lường. Người đấy, muốn biết đáp án, sau khi gặp mặt hắn thì hãy tự hỏi. Nếu người biết đáp án, không ngại nói cho ta nghe một tiếng, cũng không uổng công ta hộ tống người hôm nay. Huệ Thanh Bình im lặng một lát, sau đó nhìn người mình, đột nhiên nói, đã quyết định thả ta, vì sao còn chế chủ ta. Hãy giải khai cấm chế cho ta, toàn thái phong từ chối, không được, như hữu đạo rất giảo hoạt, sợ chúng ta động tay động chân, chỉ định phải người của nước tống đích thân đưa ngươi đến đó. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ không chịu trách nhiệm. Giải cấm chế cho ngươi sẽ không dễ khống chế ngươi được nữa. Vạn nhất để ngươi chạy mất, ta không cách nào giao nộp. Chờ đến tử kim động, giao ngươi cho hắn xong, ngươi muốn thế nào cũng được, chẳng liên quan đến ta. Huệ Thanh Bình nói, ta đã như vậy rồi, còn có thể chạy đi đâu được nữa. Toàn thái phong sao có thể tùy tiện giải khai, cũng không thể không phòng ông ta sợ huệ thanh bình ghi hận ngô công lĩnh sẽ quay lại tống kinh làm loạt vội nhắc nhở lần này là bí mật áp giải ngươi nguyên nhân chắc ngươi cũng biết một chút sợ người có mục đích cản trở chúng ta không thể không phòng những người ước gì yến tống khai chiến không nói những thứ khác chỉ nói thiên nữ giáo thôi chỉ cần có cơ hội bọn họ sẽ không buông tha cho ngươi vẫn nên an phận đến tử kim động rồi nói sau đến đó rồi ngươi sẽ được an toàn thiên nữ giáo còn chưa có bản lãnh đánh vào tử kim động rồi muốn làm gì thì làm ngồi tù lâu như vậy tại sao không gắng gượng thêm một chút hãy cố nhịn đi nói đến mức như thế huệ thanh bình cũng không lên tiếng nữa nước tống thả người đối mặt với uy hiếp vũ lực của nước yến ngô công lĩnh rốt cuộc cũng đã khuất phục trước khác nay khác trước đó khi giao chiến với nước hàn ông ta còn có thể vò đã mẻ không sợ rơi đẩy toàn bộ trách nhiệm cho mục trác chân dù sao cũng đã như vậy rồi không quan tâm cũng chẳng sao nhưng bây giờ thật sự không còn cách nào vò đã mẻ không sợ rơi không nghĩ đến đạo lý chân trần không sợ mang giày lại rơi xuống người ông ta tặng người đàn bà của mình cho người khác đúng là quá mất mặt nhưng chuyện này quốc quân của một nước làm cũng không ít xa không nói mục trác chân cũng đã đưa sủng phi của mình cho hoàng đế nước yến thương kiến hùng hoặc ví dụ đưa con gái đi hòa thân lại càng nhiều vô số kể đương nhiên không phải ông ta khuất phục là do triều thần làm áp lực triều thần lấy cái chết ra ép ông ta mới làm cho ông ta bất đắc dĩ đồng ý. Toàn Thái Phong rốt cuộc đã đưa Huệ Thanh Bình đến Mao Lưu Biệt Viện. Như Hữu Đạo nghe báo, lập tức chạy ra khỏi Mao Lưu Biệt Viện để nghinh đón. Nhìn thấy người, hắn tỏ vẻ mừng rỡ không thôi, cung kính chắp tay, bái kiến đại ca, đại tỷ. Viên Cương đứng từ xa, nhìn động tác này của Ngưu Hữu Đạo, hắn ta đúng là không làm được. Dáng vẻ của Huệ Thanh Bình vẫn chật vật như cũ, nhưng đã đỡ hơn so với lúc ban đầu, Bà ta cũng không muốn gặp người khác trong bộ dạng trật vật. Trên đường, bà ta cũng muốn rửa mặt trang điểm một chút, nhưng Toàn Thái Phong không chịu. Toàn Thái Phong sợ gặp phải tập kích từ trên trời rơi xuống. Đối với ông ta mà nói, an toàn của Huệ Thanh Bình còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì, không cho phép xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Về phần mặt mũi của Huệ Thanh Bình, đây không phải là điều cần ông ta quan tâm. Huệ Thanh Bình không còn biện pháp nào khác, đành phải cởi áo khoác ngoài đại diện cho thân phận hoàng hậu đồng thời cởi mái tóc cho nó xóa xuống vai. Thấy Nghiêu Hữu Đạo ân cần thăm hỏi, Huệ Thanh Bình cũng không biết nên nói cái gì. Gặp lại Nghiêu Hữu Đạo, tâm trạng của bà ta phức tạp vô cùng. Ngược lại, Toàn Thái Phong lại hớn hở nói, lão đệ, ta không có nuốt lời chứ, đã đưa người đến một cách an toàn. Cảm ơn, cảm ơn, Nghiêu Hữu Đạo chắp tay cảm ơn, nhưng gương mặt tràn ngập sự lo lắng, hỏi Huệ Thanh Bình, đại tỷ, tỷ không sao chứ? Bọn họ không làm gì trên người tỷ chứ? Huệ Thanh Bình lắc đầu, nghiêu hữu đạo lập tức quay người lại hồng nương hãy dẫn đại tỷ đi tắm rửa ngoài ra cẩn thận kiểm tra cho đại tỷ một chút hắn sợ có người hạ độc huệ thanh bình quản phương nghi hiểu ý của hắn mỉm cười đưa tay mời huệ thanh bình đi theo bà ta huệ thanh bình hơi do dự cuối cùng vẫn đi theo quản phương nghi trước đó đối với diễm danh của hồng nương ở tề kinh bà ta cũng tỏ vẻ khinh thường bây giờ ai cũng không cần ngại ai nữa người tám lạng kẻ nửa cân bà ta cũng chẳng phải loại tốt lành gì Bây giờ cao ngạo không nổi nữa, có tư cách gì ghét bỏ người ta chứ? Toàn Thái Phong cũng hiểu ý của Ngưu Hữu Đạo, trong lòng không có quỷ thì không sợ Ngưu Hữu Đạo kiểm tra, nhưng ngoài miệng vẫn nói một câu, lão đệ không tin ta rồi. Chuyện này không phải là không tin đại ca hay không, một mã thì một mã, ta chỉ là đề phòng bên phía nước tống. Nào, mời vào bên trong, Ngưu Hữu Đạo đưa tay mời, đồng thời mời luôn tu sĩ ba đại phái nước tống cùng nhau đến. Hòa thượng Nam Sơn tự bẩn rộn dùng rượu ngon, thức ăn ngon để chiêu đãi khách. Đợi rượu thịt đầy bàn, đám người Nưu Hữu Đạo cũng không vội dùng bữa, muốn đợi Huệ Thanh Bình ra. Kết quả, Huệ Thanh Bình không xuất hiện, chỉ có quản phương nhi đến thông báo một tiếng, "Đạo ra, Bình tỷ nói tỷ ấy muốn nghỉ ngơi, các người cứ tự nhiên, không cần phải để ý tỷ ấy." Dứt lời, bà ta còn gật đầu một cái thật nhẹ với Nưu Hữu Đạo, biểu hiện Huệ Thanh Bình không có vấn đề gì. Đối với hành động này của Huệ Thanh Bình, thật ra cũng có thể lý giải. Huệ Thanh Bình thật sự không muốn lộ mặt với mọi người với tâm trạng như lúc này. Như hữu đạo mời đám người Toàn Thái Phong ngồi vào vị trí. Toàn Thái Phong lại không vội, kéo hắn qua một bên, hỏi, lão đệ, ta đã tuân thủ lời hứa, đệ sẽ không trở mặt chứ. Sao có thể như vậy chứ? Đại ca hết lòng quan tâm giúp đỡ, làm sao ta có thể để đại ca khó xử? Như hữu đạo lập tức quay đầu, nói với Quản Phương Nhi, thông báo cho Mông Sơn Minh, biến chiến tranh nước Tống Thành Tơ Lụa, lập tức rút về Nam Châu rõ quản phương nghi lĩnh mệnh rời đi toàn thái phong bật cười kéo nghiêu hữu đạo tiếp tục uống rượu bữa tiệc rượu kết thúc đám người toàn thái phong còn phải trở về phục mệnh cũng không lưu lại sau khi kết quả bái phòng cung lâm sách được xác định lập tức quay trở về tiễn khách xong nghiêu hữu đạo đến gặp huệ thanh bình nhưng lại bị ăn bế môn canh đối phương dường như không muốn gặp người khác mấy ngày kế tiếp vẫn cứ nhốt mình trong phòng đối với điều này nghiêu hữu đạo cũng không miễn cướng cũng không khuyên bảo càng không đề cập đến việc hắn đã phí sức như thế nào mới cứu được bà ta, cũng không cho đám người quản phương nghi nhắc đến. Tất cả đều phụ thuộc vào bà ta. Chương 1406, hạng người lừa đời lấy tiếng hai. Bên phía Tử Kim động quả thật cũng biết nói lời giữ lời. Mông Sơn Minh rút quân khỏi Bột Hải Châu, quân tập kết tản đi, tư thế tấn công được hóa giải. Tử Kim động dừng tay, cục diện căng thẳng của nước Yến tất nhiên cũng được thả lỏng. Căn cứ theo tình báo các phương, biết nguy cơ cứ như vậy mà trôi qua, Toàn Thái Phong đứng dưới mái hiên buông tờ tin tức trong tay xuống, ngước đầu nhìn bầu trời, khẽ thở dài. Ông ta thật sự không nghĩ đến, ông ta vẫn luôn lo lắng Nghiêu Hữu Đạo đang chơi chiêu gì. Sau khi đưa Huệ Thanh Bình đi rồi, bên phía nước Tống thật sự vẫn không yên lòng. Nhưng sự thật đã chứng minh, Nghiêu Hữu Đạo không có ý đồ nào khác. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật ra cũng chỉ vì muốn cứu Huệ Thanh Bình mà thôi. Kết quả này khiến cho Toàn Thái Phong không khỏi cảm khái, lại hơi thất thần ông ta lại là đại ca kết bái của Ngưu Hữu Đạo. Trước kia, ông ta vốn cho rằng Ngưu Hữu Đạo không có tư cách kết bái với ông ta. Bây giờ bảo ông ta nghĩ như thế ông ta cũng không dám nghĩ. Cho dù là tử kim động, thấy Ngưu Hữu Đạo cũng chỉ vì muốn cứu Huệ Thanh Bình mà thôi, người vừa được cứu, chuyện đến thánh cảnh cũng không hàm hồ nữa, tử kim động cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiên hạ không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Huống chi chuyện lớn như vậy, được biết trận chiến yến tống cũng chỉ vì phế hậu huệ thanh bình mà nổi lên ai nấy đều kinh ngạc không khỏi cảm thấy hơi hoang đường hoài nghi không biết bên trong có thầm ý gì hay không thấy nghiêu hữu đạo giải cứu huệ thanh bình thành công nguy cơ hai nước cũng được hóa giải các nước phát hiện mình đã nghĩ quá xa rồi lại càng thêm kinh ngạc bởi vì sự thật cũng chỉ có bấy nhiêu về sau hơi xảy ra phong ba một chút sau khi thiên nữ giáo biết được tình huống lập tức phái người đến từ kim động đòi người thậm chí còn đưa ra một cái giá đắt bao nhiêu cũng muốn đưa Huệ Thanh Bình trở lại tông môn. Tóm lại, bọn họ không thể để cho người phản bội sư môn tiêu giao khoái hoạt bên ngoài được. Trước kia Huệ Thanh Bình là hoàng hậu nước tống, thiên nữ giáo hoàn toàn không thể đòi người. Khi Huệ Thanh Bình gặp rủi ro, bọn họ còn vỗ tay khen hay. Bà ta đã gặp xui xẻo rồi, tất nhiên cũng không cần phải trả giá đắt để đòi người về nữa. Ai ngờ, tên phản đồ này lại được Nhiêu Hữu Đạo kéo ra khỏi bể khổ. Vẫn là câu nói kia, không thể để phản đồ ung dung bên ngoài. Kết quả, đưa ra cái giá 3 triệu kim tể cũng không đem được Huệ Thanh Bình về. Thật ra, đối với tử kim động cũng chẳng quan trọng gì. Dù bán đi rồi, Nghiêu Hữu Đạo có lấy nhiều hơn cũng được, nhưng nếu Nghiêu Hữu Đạo không đồng ý, chuyện này sẽ không dễ làm. Để cứu Huệ Thanh Bình, Nghiêu Hữu Đạo đã không tiếc làm ra động tĩnh lớn như vậy, tử kim động nào dám miễn cưỡng hắn. Xe ngựa dừng lại ngoài cổng, Thiệu Bình ba từ trong xe ngựa bước ra. Thiệu Tam tỉnh bước xuống bậc thang nghênh đón, đại công tử. Thiệu Bình Ba cũng không lên tiếng, bước vào phủ, đến thẳng thư phòng, im lặng ngồi xuống. Thiệu Tam tỉnh nhìn ra được bộ ngực phập phồng của Thiệu Bình Ba, chứng tỏ tâm trạng không được tốt lắm. Dù sao, lão cũng đi theo y đã nhiều năm, dâng lên chén trà nhỏ, lão hỏi dò thái độ của bệ hạ như thế nào. Thiệu Bình Ba bình thản đáp, không cần lo lắng trêu vào chuyện đóng băng chiến sự lần nữa của phiêu miều các, tất nhiên là nhẹ nhàng thở ra rồi. Thiệu Tam tỉnh thở dài, thế lực của Ngưu Hữu Đạo đúng là càng lúc càng lớn, lại có thể khiến cho nước tống ủy khúc cầu toàn. Chỉ là hạng người lừa đời lấy tiếng thôi, cái gì là tình nghĩa kết bái, người tin không, thiệu bình ba khinh thường, chợt cười lạnh, nhưng cũng bại lộ khuyết điểm của hắn, chỉ quan tâm hư danh, bị hư danh làm cho mệt mỏi. Thiệu tam tỉnh im lặng cúi đầu, có phải bị hư danh làm cho mệt mỏi hay không, lão không biết, nhưng lão biết tâm trạng của đại công tử không tốt. Đại công tử đang phải gánh chịu tiếng xấu thí mẫu giết huynh, còn như hữu đạo thì lại bỏ mình cứu người. Bây giờ lại vì cứu đại tỷ kết bái mà làm ra động tĩnh như vậy, phong thanh như thế nào là có thể nghĩ. Thiên địa môn, bên trên tấm biển chính điện là ba chữ lớn mạnh mẽ, hữu lực. Trưởng môn thiên địa môn lệnh hồ thu đứng dưới mái hiên có tấm biển, nhìn về phía xa, chắp tay im lặng rất lâu. Chuyện nghiêu hữu đạo cứu đại tỷ kết bái được lưu truyền sôi sùng sục trong giới tu hành. Ông ta không có khả năng không nghe thấy, phong thanh về nghiêu hữu đạo không ngoài hai loại. Một loại là khen hắn trọng tình trọng nghĩa, một loại mắng hắn lừa đời lấy tiếng. Nhưng đối với ông ta mà nói, Nghiêu Hữu Đạo làm như vậy cũng không một chút ngoài ý muốn. Ông ta đã từng trải qua chuyện Nghiêu Hữu Đạo lấy ơn báo oán. Chuyện này đối với ông ta mà nói, lại càng chứng minh cách làm người của Nghiêu Hữu Đạo mà thôi. Tiên sinh, Hồng Tụ chậm rãi bước vào, bẩm báo, người của Kinh Thành đến, mời ngài đến Kinh Thành một chuyến. Kinh Thành, lệnh hồ thu ngạc nhiên quay đầu lại, là ai? Hồng Tụ đáp, là một thái giám, người trong cung, nói có người muốn gặp ngài lệnh hồ thu im lặng chợt cười khổ chuyện ta kết bái với hắn đã bị người đời quên lãng xem ra bây giờ lại bị đào lại sợ là không còn tự tại được nữa không tụ cúi đầu đối với người kia hai chị em nàng không còn oán hận chỉ là tâm trạng vẫn rất phức tạp chuyện cô ở phù phương viên nghĩ lại vẫn thấy kinh sư huynh từ trong viện bước ra đường nghi nhìn thấy ngụy đa đứng ngoài cửa hơi ngoài ý muốn hỏi dò có việc gì sao ngụy đa nói muốn tìm muội có chút việc Đường Nhi im lặng, chợt đưa tay ra hiệu, hai người bước trên con đường nhỏ vào rừng. Đi được một lát, thấy Ngụy Đa không lên tiếng, Đường Nhi chủ động hỏi, huynh muốn nói cái gì? Gương mặt Ngụy Đa hiện lên sự thống khổ, ta cũng không rõ. Ngay cả tỷ tỷ kết bái như Huệ Thanh Bình mà hắn còn có thể rộng lược, tận tâm tận lực như vậy, vì sao hắn lại cứ canh cánh trong lòng về Thượng Thanh Tông như thế? Sắc đẹp của Đường Nhi vẫn động lòng người như trước, nàng im lặng, tất nhiên biết Ngụy Đa đang nói đến ai người kia vẫn cứ quanh quẩn trong lòng nàng mãi không ra dù sao cũng từng là vợ chồng mà một lát sau nàng lên tiếng sư huynh chuyện đã qua rồi thượng thanh tông có thể đặt chân ở đây xem như ân tình thiếu đông quách sư thúc hắn đã trả xong hôm nay hắn quyền cao chức trọng thế lực khổng lồ thượng thanh tông chúng ta chỉ là miếu nhỏ không dung được hắn đâu chúng ta có muốn trèo cao cũng không được suy nghĩ nhiều cũng chẳng có ý nghĩa về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa mọi chuyện đã qua hết rồi có hoàn cảnh ổn định, Thượng Thanh Tông sẽ ngày càng tốt hơn. Ngụy Đa nói, nhưng hắn sắp đến thánh cảnh rồi, chuyện đến thánh cảnh lịch luyện đã không thể nào né tránh. Các phương diện có liên quan đều phải đối mặt, Ngưu Hữu Đạo dường như không chút hoang mang, còn nằm chập mắt dưới tán cây, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nhưng nếu mọi người biết chuyện mà hắn đang suy nghĩ, tất sẽ không ai dám tùy tiện quấy rầy. Nhưng Vân Mặc Nhi vẫn quấy rầy hắn, đạo ra, người của thiên hỏa giáo đến. Sao, Như Hữu Đạo mở mắt, Vân Mạc Nhi đáp, thiên hỏa giáo đến vì chuyện người đến thánh cảnh lịch luyện, bảo ngài nên làm tròn lời hứa. Nhiều hiểu đạo ngồi dậy, không phải còn mấy ngày nữa sao? Gấp như vậy làm gì? Mời vào đi, Vân Mạc Nhi đáp, họ nói là xuất phát sớm một chút, tránh cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra, làm chậm trễ thời gian. Bọn họ không chịu vào, nói chờ ngài ngoài tông môn, khi nào ngài ra thì xuất phát. Cái gì là chậm trễ thời gian, sợ ta dở trò quỷ, bọn họ không có thời gian phản ứng thì có. Đám người này cũng thật là, đã lên danh sách rồi thì có gì phải sợ nữa. Nghiêu hữu đạo nằm trở lại, phất tay, bảo Vân mặc Nhi lui ra, sau đó kêu lên, người đâu. Trần Quy Thạc rất nhanh xuất hiện, rơi xuống bên cạnh hắn, cung kính hỏi, đạo gia, có chuyện gì vậy? chương 1407, kẻ địch không rõ mới là nguy hiểm nhất một. Nghiêu hữu đạo nói, người hãy mời Hồng Nương và Vô Chiếu Hành đến đây một chuyến. Rõ, Trần Quy Thạc nhanh chóng rời đi. Không bao lâu sau, quản phương nghi và vô chiếu hành bước đến. Nghiêu hiếu đạo dặn dò Trần Quy Thạc vài câu, bảo người canh chừng bốn phía, không được để người ta tùy ý đến gần hắn. Chuyện gì mà thần thần bí bí như thế? Vô chiếu hành hỏi một tiếng. Nghiêu hiếu đạo uể oải nằm yên tại chỗ, nói chuyện giống như không được nghiêm túc cho lắm. Lần này đến thánh cảnh, có một số việc ta cũng lười sắp xếp, cũng không muốn sắp xếp. Tóm lại, ai có thể nghĩ đến lại đụng phải loại chuyện xui xẻo này chứ? Lần này, nếu ta không về được, người hãy dẫn bọn họ đến ma giáo nếu ngươi có thể nể giao tình giữa chúng ta chiếu cố bọn họ tất nhiên là tốt rồi tóm lại hãy cho bọn họ một con đường sống ngươi hãy liên lạc với ma giáo để chuẩn bị cho thật tốt bên ngoài có nghi ngờ gì có thể đẩy hết lên đầu triệu hùng ca đề tài này khiến lòng người nặng nề quản phương nghi ảm đạm cúi đầu phu chiếu hành thở dài điều này cũng có thể hiểu nếu hắn không còn ở đây tử kim động sẽ không chứa mao lư sơn trang không có hắn ở đây, không ai chống đỡ được tình huống trước mắt. Ngạnh kháng lại cũng chỉ xui xẻo mà thôi, nhưng ngoài miệng, ông ta vẫn trấn an hắn, không đến nỗi như người đã nghĩ đâu. Như Hữu đạo nói, tan đàn sẻ ngẽ, đạo lý này chắc mọi người cũng hiểu. Sớm có chuẩn bị cũng không phải chuyện xấu, cứ làm như vậy đi, không như thế thì còn có thể làm thế nào, không thể so sánh với lúc còn ở Sơn Trang Mao Lư. Đã đi đến nước này, rất nhiều chuyện đã không còn có thể sắp xếp từ trước nữa. Nghiêu hữu đạo nằm mơ cũng không ngờ tới việc gia nhập tử kim động còn có thể đụng phải chuyện như thế này. Đây chính là được gọi là người tính không bằng trời tính. Có điều, đối với đa số người mà nói, đó không phải là phiền toái gì. Ví dụ như người bên thương hệ, một khi nghiêu hữu đạo không về được, dưới tình huống không có xung đột khác, người bên thương hệ đương nhiên sẽ được tử kim động thuận lý thành trương tiếp nhận dưới chướng. Người của thương hệ cũng sẽ không tự kiếm phiền toái, sẽ không có suy nghĩ muốn cưỡng ép ổn định cục diệt, không nhất định phải phát sinh xung đột với tử kim động rồi nương nhờ vào hai nhà khác, không cần thiết phải xung đột đẫm máu lại phải gánh chịu nguy hiểm. Vì lẽ đó, như hiếu đạo hy vọng thủ hạ của mình là đám người quản phương nghi rời đi, cuộc đuôi lại bỏ đi là được, không nên phiền toái cho người bên thương hệ. Nếu người của hắn còn không đi, người bên thương hệ sẽ gặp khó khăn. Tử kim động nhất định phải nhân cơ hội này khống chế người bên thương hệ, bởi vậy sẽ diệt trừ người trong biệt viện Mao Lư. Đến lúc đó, phải bảo người bên thương hệ đứng bên nào. Vì lẽ đó, Nghiêu Hiếu Đạo bảo người của biệt viện Mao Lư rời đi tức là không muốn là khó người của thương hệ, cũng có thể để cho tử kim động không gây khó dễ cho người của biệt viện Mao Lư. Bằng không, người của biệt viện Mao Lư cũng không giữ được thế lực của chính mình, cuối cùng xảy ra xung đột rồi, chẳng ai chiếm được lợi ích. Lúc trước đi bí cảnh thiên đô, Nghiêu Hiếu Đạo đã sắp xếp để người của thương hệ không dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của mình, bằng không khi hắn trở về sẽ rất phiền phức. Bây giờ hắn gia nhập tử kim động nên đã không cần làm như trong trường hợp kia. Chỉ cần hắn còn sống mà về, tất cả tự nhiên sẽ được hóa giải. Bây giờ giúp cho thương hệ ổn định cũng coi như một phần báo đáp của Ngưu Hữu Đạo. Giống như lần trước thương hệ đã tụ lực đối kháng với ba đại phái để đảm bảo cho hắn, nếu lần này hắn đi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng coi như hắn đã trả lại phần ân tình này cho thương hệ. Hắn không thích nợ nần bất kỳ ai, thứ gì cũng phải nắm chặt trong bàn tay mình, nếu đã không thể nắm lấy, vậy thì để nó thuận theo lòng người, cũng đắc nhân tâm. Trong khoảng thời gian này, hắn thường nằm ỉu xìu một chỗ, nhưng thực ra luôn luôn nghĩ tới những chuyện kia. Nếu ngươi đi rồi, tử kim động lại dục già dục dịch có ý khác thì làm sao? Quản phương nghi hỏi ra sự lo âu trong lòng, nghiêu hữu đạo chậm gì gì nói. Ngươi cả nghĩ quá, lần này ta đại biểu cho tử kim động đi tới đó. Dám động đến một cọng lông của ta, bất cứ lúc nào ta cũng có thể kéo tử kim động xuống nước. Ta đi thánh cảnh có nghĩa là quyền quyết định tử kim động nằm trên tay ta. Nếu không sợ chết, tử kim động có thể thử một chút xem, mà có cho thêm lá gan họ cũng chẳng dám. Cứ làm như ta nói, mọi người sẽ không sao cả. Ta sẽ cảnh cáo bọn họ, cho dù trong lòng họ có suy nghĩ kia, họ cũng không dám làm bậy. Ánh mắt hắn rời về phía gương mặt buồn bã ủ rũ của quản phương nghi, như hữu đạo cười. Vẻ mặt như đưa đám thế là sao, cứ như ta muốn đi tự sát ấy. Yên tâm, ta không dễ bị giết chết như vậy, ta cũng không muốn chết, sẽ nghĩ tất cả biện pháp để sống sót trở về. Quản phương nghi gượng ép nở nụ cười, nhưng thực sự không cao hứng nổi. Ai, vu chiếu hành thở dài, lần này xem như cảm nhận được tai hại của những người bên này. Vận mệnh của tất cả mọi người đều liên quan đến một mình nghiêu hữu đạo. Một khi nghiêu hữu đạo gặp chuyện, tất cả đều sẽ hóa thành bọt nước. Cũng có thể nói ngược lại, đây cũng là điều bất đắc dĩ. Không có một cường giả mạnh mẽ chống đỡ, lòng người khác nhau làm sao có thể ngưng tụ lại một khối, mà chia năm bè bảy mảng lại không cách nào ứng phó được với bão táp mưa xa trong thời loạn lạc này, cũng không thể đi tới ngày hôm nay. Câu nói có lợi thì có hại đại khái là chỉ những lúc như thế này. Đạo gia, Văn Mạc Nhi đến báo, nói trưởng môn ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Thú Sơn đến rồi, đang cầu gặp ngài. Trần Quy Thạc bước nhanh tới báo, vừa nãy Ngưu Hữu Đạo đã ra lệnh không cho người khác tới gần văn mặc nhi đến báo đã bị trần quy thạc cản lại ở bên ngoài nghiêu hữu đạo nở nụ cười ba nhà kia chắc chắn đã sớm biết chuyện hắn phải đi thánh cảnh điều đó không phải bí mật gì có lẽ ba nhà kia luôn chờ đợi tin tức từ chỗ hắn nhưng mãi không chờ được kỳ hạn lại sắp tới cho nên không nhịn được mới chạy tới hắn có thể tưởng tượng bên phía thương chiêu tông có lẽ cũng vẫn đang chờ đợi tin tức của hắn mà chờ đợi mãi không được trả lời lại không dám hỏi thêm sợ hắn suy nghĩ nhiều cho mời như hữu đạo phất phất tay trần quy thạc theo tiếng rời đi hắn lại nói với hai người bên cạnh cứ như vậy đi